Kính thưa cộng đoàn, đau khổ trong cuộc sống có hàng nghìn kiểu, nó mang tên bệnh tật, hận thù, chiến tranh, bách hại, ngờ vực. Và sau đây, nhóm Nẻo Đường Yêu Thương Chúng Con kính mời cộng đoàn cùng dõi theo bước chân cha Phaolô Nguyễn Văn Thường đến thăm một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Xin Chúa thương nâng đỡ gia đình. Tháng 12 này, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 nhé. Tháng 12, 1, 2, 3, 4, $150. Và người ta đã đổi ra được là 2.856.000 đồng nhá. Dạ. Đấy là cho tiền cho bà tiền để bạn nuôi hai đứa con tâm thần vâng. Nhá. Vâng. Đấy. Cảm ơn các quan các. Đấy là tiền. Cháu đều là cảm ơn cô Kim Anh. Vâng, tiền vâng. Của cô Kim Anh gửi qua cô vâng. Cô Phượng và thầy Sáu Tử của hội bác ái ban dạ. Hội bác ái Ai Lazaro vâng. Nhá. Dạ. Rồi giờ còn mì gói đây là của cô Hồng Kông, nhà Hồng Kông Nail Supply này. Rồi đó là cá sơ rồi có những cái đây gì nữa. À ơi đây nha, có miến này, có bánh này, dạ. Muối này, nước mắm này, mì dạ. Chính đây nha. Dạ. Không có quan nha. Đầy đủ tất cả các thứ ở trong này. Dạ. Ừ. Rồi đây đây không sao gọi đang đuổi rồi, đang đuổi rồi, đang đuổi rồi. Rồi được rồi, được rồi. Đó. Ừ. Đó. Đó là quà của cô Vân nhá. Vân Long đó. Long Vân đó. Ờ Nga Giáp. Rồi. Được rồi. Vâng, bà đi cất đi ra trước. Cầm cái tàn ra đây. Bà cất đi. Cất đi không có là người ta lấy cắp mất đấy nhá. Ừ. Được rồi, từ. Cầm cái chăn ra đây. Cái cửa đấy. Cầm lên cho bà đi. Đây, cầm cái chăn đây. À, bây giờ đi thăm một đứa con tâm thần của bà đây này. Ông thì ông bị tai nạn, ông chết mất rồi. Này, chú tôi ơi. Mấy hôm nay rất run cầm cập này. Rất run cầm cập, bao nhiêu là cái áo mà đang run cầm cầm mà. Chứ không mặc áo à thầy? Tại sao không mặc áo? Mặc áo à? Lạnh không? Không, lạnh mà sư lạnh thì mà này không lạnh. Chứ không mặc áo vậy mà không có áo tóc luôn à, chăn lắm rồi nè. Chăn đẹp. Rồi đây cái chăn này đẹp lắm nhá. Chăn nó chỉ Vân Ngao Sơn nhá. Đắp nhá, đắp vào nhá. Cho thầy cái chăn gió đẹp nhá. Rồi. À, thầy đắp vào xem nào thầy. Đắp vào. Đắp vào. Hả? Chưa chết á? Chưa. Tối chết đắp nhá. Chết vậy còn chưa chết. Ôi ok, để dùng nhiều thế này. Mặc lấy cái áo thầy cô ơi. Mặc lấy cái áo đi. Mặc áo vào nhá, không có lạnh lắm nhá. Cũng biết nói đó, nó biết rồi chứ. Cha bảo nó biết mặc áo. Đó. Con mặc áo vào nhá. Mặc vào cho nó ấm chứ. Chứ không mặc áo mà không có lạnh à. Lạnh mà lại không mặc áo. Đó, mặc áo vào cho nó ấm chứ. Đúng rồi. Áo cho ấm rồi là đắp chăn này. Rồi thì đắp chăn này và xem đắp cái chăn mới coi. Đắp chăn mới đi. Đắp chăn vào. Thử đắp chăn mới coi. Đắp đi nào, thạch đắp đi. Đây này, cái chăn này này. Cầm lấy cái chăn này mà đắp này. Đắp vào người. Kìa. Hãy nằm xuống đi, nằm xuống. Nằm xuống lúc nãy đi. Chưa nằm. Giờ mới trưa đang nghỉ. Ngồi nghỉ. Hả? Có đọc kinh được không? Kinh, tôi không biết gì. Đâu biết gì mà đọc kinh. Hả? Không phải là bên lương. Cho Dương đọc dạy kinh đến đọc kinh. Đó, ở đây khi mùa lạnh do mùa đông bắc mấy ngày hôm nay rét cắt da cắt thịt đó mà chả có một cái rèm, không có một cái phên hay là đọc không có một cái nghe. Gì cái chiếu cái gì đấy mà che đọc mà chắn cả chúa. Con tạ ơn chúa mà che chắn lại mà tạ ơn chúa cho mà để các cho ân nhân cho chăn đó nhá, cho đấy mà che chắn được cả
gió rồi đủ thứ. Mình ra ngoài đã một tí lạnh là đã thấy. Người ta đang phải đốt củi người ta ấy. Hôm nay trời mà đây nó là đi khởi trần rồi cái chứ. Có đói không? Không. Nó cho Dương lại cứ thấy khế này cho Dương thích rồi đấy. Cho Dương thấy khế là thích rồi. Khó đi quá xin ngã. Ồ, đó các cái xe bóc bánh cho ăn nhé. Cho hai cái. Ăn đi cái xe sao để ăn đi ăn đi. Ăn đi. Bỏ miệng. Thích ăn đi nhá. Không cần bẻ đâu, không cắn luôn. Rồi, bánh sô cô la đấy nhá. Ồ, ngon chưa? Đưa cả hộp cơ nhưng mà mẹ bảo là bà bảo là ăn dần nhá. Từ từ rồi mẹ cho ăn dần chứ đừng ăn một lúc nhá. Áo trà với bánh trà các sơ cho mẹ đang cắt trong nhà nhá. Ăn từ từ. Rồi, hôm nay thầy ăn cơm với cái gì rồi? Thầy ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bà cho ăn rồi. Bà ơi. Có cái quần dài không mặc thôi không có là không nó. Có quần dài áo dài này. Nó lại lấy. Thầy có quần dài không? Có rồi. Có rồi à? Nó chưa mặc. Lạnh vậy còn chưa mặc thì lúc nào mới mặc? Đúng. À nó không biết lạnh. Không biết lạnh. Không mấy người tâm thần họ không biết lạnh đâu. Họ không biết đói, không biết lạnh, không biết nóng lạnh là cái gì hết. Không biết đói. Không biết đói. Không có cảm giác. Có khi không biết khát đấy chứ. Có nước này không? Có. Bà bảo nước đấy cho chị uống đấy. Nước mà em mốc xanh như vậy. Hả? Nước mốc xanh như vậy. Bà ơi, bà ra đây coi nào. Hả? Đổi nước lên cho không không cha cứ để đó cho nước đây nước uống này đó. Để xanh đi nè nắp vậy đấy con cứ trèo qua nước uống này trời chả có sáng kiến gì cả nước xanh như này để lâu quá để cái ông đó ăn vào cái nước đó à cái ông đi ăn tải cái nước đi ăn đi ăn mua vậy. À, ăn bén cô. Chứ bà là cái đến giờ là phải đưa cơm ra cho cháu ăn à? Vâng. À. Đưa cơm ra cho cháu ăn. Có ngày là mở cho ăn ra ngoài rồng đó. À vậy à? Vậy mở ra thì nó có chạy không? Không. Nó không chạy nữa. Nó không chạy thì tại sao không để cho nó ở trong nhà? Để ngày mô mà có hắn ở nhà rồng là phải. Là mưa nha. Hôm nay bà hắn ở nhà trong nhà. Còn không là cứ khóa lên đây thôi. Vâng. Nhưng mà nó có biết nó mơ nó mà mở ra không? Xong bà vào có vào không? Vào chứ. À vậy á? Vâng. Giống như là quen nhà mình là thành quen này. Cho hắn nhìn cũng ra rồi hắn vào. Chứ nó không ngoan không? Có ngày hắn không ăn hắn nên cái thần kỳ nhân nặng à. À. Nó có phá phách gì không? Không. À không. Bây giờ hắn còn không phá. Ừ. Lấy quần áo cho hắn mặc nhưng hắn chưa mặc. Ừ. Mặc vô chứ. Lúc này khởi trần nó mới bắt nó mặc áo vô rồi nó mặc đó. Lạnh lắm. Phải mặc quần áo vô quá. Không biết lạnh cái đâu. Ừ. Nó. Không biết lạnh cái đâu. Mày mua hắn thần kinh nặng thì hắn không ăn mà hắn không nói. À không nói. Vâng. Còn hôm nào mà không bị thần kinh thì nó nói chuyện với mình. Vâng. Nói chuyện với mẹ. Nói chuyện với mẹ. Bảo cái kia là hắn nghe. À. Vâng. Còn cái hôm nào mà cái cơn nó lên là nó không nghe gì hết. Vâng, không nghe gì hết. Ừ. Hắn là không ngủ được. Đánh như nào không? Ừ. Không ạ. Nó không có bạo lực. Đánh mà có hay chạy đi đừng tung à? Không chạy. Ngày trước nó hắn chạy chứ. Ngày trước chạy. Ừ. Bây giờ hắn chạy. Bây giờ thả ra. Vâng. Bây giờ hắn không chạy nữa. Không chạy bỏ ra. Vâng. Cho hắn vào. Cho hắn ra, tôi là cho hắn vô. À. Vâng. Tôi có cho vô không ạ? Vô. Hắn là quen đồ ở nhà đây à? À, đúng rồi, nó ở đây nó quen rồi, bây giờ vô trong nhà nó lại không ở được á. Vâng. Kiểu không vậy á. Ý là tối ra, cho ra đây này. Xong tối lại vào tối đây. Lại đưa vô. Ừ. Cho ra ăn ra ruộng đó, ăn đi chơi. À. Vâng, cho vườn ruộng á. Chứ không bao giờ mà cho ra rồi nó bỏ đi mất rồi đi tìm không? Không. Không. Từ ngày đó nó chưa mất. Ừ. Vâng, ngày trước là hắn mới vô rồi hắn mất rồi. À. Vâng, hắn mới vô, hắn chưa quen nào, bây giờ hắn quen rồi. Rồi, chứ còn ông mất lâu chưa? Ông mới rồi. Ông bị tai nạn à? 2 năm rồi vậy. Ừ, ông bị tai nạn à? Vâng. Ừ, ông đưa cháu đi học đó.
đón cháu về. À, ông đi đón cháu về đó. Thì trên đường đi đón cháu, cháu của cái thằng con bị tâm thần đúng không nha? Mẹ nó bỏ đi đấy. Mẹ nó bỏ rồi à? Đâu cô hát đi chơi rồi. Hôm nay đi học chứ? Hát đi học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Lớp 5. Vâng. Tức là cái thằng anh và thằng này cũng bị tâm thần mà vợ bỏ rồi. Vâng. Bây giờ là bà phải nuôi con tâm thần, nuôi cháu. Vâng. Ừ. Thế ông 2 năm về trước ông đi đón cháu đi học về thì ông bị tai nạn ông chết. Vâng. Rồi để lại cho bà là hai đứa con tâm thần. Chứ bây giờ bà thì con thấy là mà cái lưng của bà, cái lưng cong cong một mình thì nuôi ba hai đứa con tâm thầy với một đứa cháu này. Ừ. Bây giờ mà bà mà làm sao thì anh này với mẹ cái anh kia với đứa có cháu thì tựa vào ai được bây giờ? Okay. Đó, cái cũng thằng khổ nó. Có ngày hắn đi viện về là hắn được 6 tháng. À. Hắn uống thuốc thì hắn khỏe mà hắn không uống thuốc là hắn nên. Ừ, cứ đi xuống bệnh viện tâm thần về là được 6 tháng. Vâng. Uống thuốc đó. Đó là thằng anh á. Thằng anh. Đây là thằng em. Ừ. Là tự đi hả bà? Ừ. À mà anh mới này đi đâu rồi? Nó trong nhà, nó đang nằm trong nhà, nó mới đi bệnh viện về. Mới chích thuốc về. Ừ. Nếu mà có thuốc thì sẽ không đi đâu, còn nếu mà không cứ được 6 tháng đó. Được 6 tháng. Thuốc được 6 tháng. Ừ. Vâng. Sau này lại phải tiêm thuốc. Tại hắn không uống rồi, cái thằng nó khó bảo lắm. À khó bảo. Vâng. Ừ, chứ mà cứ uống thuốc bình thường thì cũng đỡ đó. Vâng. Nhưng mà đây là không chịu uống cho nên là bệnh càng ngày càng nặng ra. Vâng. Bây giờ hắn là hôm nay hắn về ra nhưng mà chưa đến nhà rồi. Hắn đi 1 tháng rồi. Tức là đang trên đường về. Vâng, đang đi trên đường về. Ồ. Cái chị hắn đi đoán. À, đang trên đường về, chưa đến nhà. Vâng. Không có ai trên nhà hết. Ừ. Vâng, không có rồi nhá, chào bà, chúc bà. Vâng. Lưng thẳng lên nhá. Vâng. Có cái gầy thì bà thẳng được. Ôi trời ơi, không thể thẳng được nữa. Thế cha Dương có cách gì cho lưng của bà không còng nhưng mà thẳng lên được không? Hình giỏ anh thành nhất quen. Ừ. Hắn gù đi rồi. Nó gù đi rồi. Cái cột sống này. À, cái gù đây. Cái đây này nhà hãy cứu với nghệ. Ừ, cái lúc ngủ rồi. Nằm ngủ chứ. Vâng, nằm ngủ thì được. Nằm ngủ đắp với miếng nghệ với đây hãy cứu ở đây này nhá. Không cha Dương ơi. Cái gù này nó không có phải là đấy nhưng mà bao nhiêu là cái khổ đau, bao nhiêu cái sự vất vả, bao nhiêu cái sự cơ cực nó làm cho cái lưng của bà nó còng xuống. Cái thói quen á. Ừ. Mình nhọc đấy, mình cúi xuống dần dần. Bao nhiêu sự cơ cực. Vất vả, mình móc cúi nên mình không muốn rửa này mình làm được. Đấy, cứ đứng rồi. Đứng thế này. Đứng thì phải dựa, phải tựa một cái gì đó thì được. Thì đứng được. Ừ. Nhưng mà đi mà hắn bây giờ hắn đau hết cái chân này. Cái chân, này. À. Vâng. Rồi. Phải đọc xương thông thường. Đấy, đang còn phải đi chăm sóc bằng đỏ. Bà phải có cái gậy. Đây, lúc nãy bà có cầm gậy ở đây không? Gậy của bà mất rồi. Ừ, thôi được rồi. Rồi, cảm ơn Vân Long Vân nhé. Nga Giáp, Nga Yên nhé. Cho thạch cái chân ấm. Ừ, cảm ơn cô Kim Anh nhé. Cảm ơn cô Kim Anh, cảm ơn cô Phượng Thầy Xéo Tiểu Hội Ai Lazaro. Cảm ơn cô Hồng Kông. Cảm ơn tất cả mọi người đã thương giúp đỡ cho gia đình của bà. Đây cha Thường, sơ Hường, sơ Nhiệm và cha Dương nhá, và cha Dương. Nhớ đến cha Thường là được rồi. Bởi vì cha Thường lên nhiều lần rồi, còn chúng con mới lên có 2 lần thôi. Lâu nay là nhớ cha Thường, hôm nay nhớ thêm cha Dương kìa nữa nhá. Đó, cha Dương đó. Ừ. Cảm ơn các quan nữa. Ừ, các quan nữa. Chứ nhà mình là dân tộc Mường nhá. Dạ. Thì bà nói mấy câu tiếng Mường này, cảm ơn nè. Cảm ơn là bé trường Mường đó. Ừ. Cảm ơn các quan nha. Dạ. Còn mong trường cho vô ăn năm mươi là cảm ơn các quan là ăn đúa. Ăn đúa nhá, mang thương đó, các con mang thương nha. Dạ. Thương mang đồ ăn đến năm mới đúng không? Không phải là thương mang đồ ăn đâu, mang thương. Tiếng Mường, mang xương đó. Mang xương nhưng mà cái vùng Thạch Thành thì nói là mang thương, tức là đã yêu mến, yêu thương. Thạch Thành khi lơ thì lơ đó. Cho nên là Ba Thước là mang xương, còn Thạch Thành là mang thương. Đó, cha chả phải người Mường mà cha không hiểu được tiếng Mường đó. Rồi chúc cho bà, cho Thạch, cho mấy mẹ con bà cháu ở năm mới được nhiều sức khỏe nhá. Nhiều ơn lành của Chúa. Rồi các cha các sơ cầu nguyện cho mẹ con của bà nhá. Rồi.
Rồi chúc Thạch là năm mới được khỏe mạnh nhá. Rồi nhớ là phải mặc quần mặc áo vào không có lạnh nhá. Ừ, đắp chăn đó, cái chăn mới mới trao cho đó nhá. Có cái mày Rồi, Rồi. Bye bye. Bye bye Thạch, bye bye đi. Bà bà nói thành bye bye đi. Bye bye đó. Bye bye chùa Lâm Bảy. Tuấn Chứng Mường. Bye bye đi 757 phải nhớ. Bye bye 757. Thế này mà vẫn đang chăn mấy con bò liền đấy. Về bò ăn bò ăn bớt đi. Ừ rồi. Cô là không biết chơi kem được. Đúng là một kiếp người mà. Hôm nay là lên sớm. Cái gì khỏi bò nó vào đúng không? Vâng. Bò vô ăn ăn bô cho nó ăn đi ăn đi cho nó là đứa cháu đấy ạ. Đứa cháu bị mẹ bỏ. Con đang ở dưới vườn ngô bà ạ. Bố mẹ à, bố con thành. Không biết con không biết đâu. Ô. Bố con ở dưới bãi dưới vườn ngô. Bò vô ăn ăn mía rồi. Đi. Ăn ăn một kỳ ăn thôi. Đó, 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 ăn đi ra, ăn đi ăn. Vâng, cứ bà đuổi em ra. Ừ, cứ bà đuổi nha. Cho bà đuổi nữa thôi. Giấm một phân, giấm một phân. Giấm một phân đấy. Giấm một phân bò rồi. Phân bò đây này, phân bò đấy. Con nó đang mãi dưới phần vô kia bà nha. Đây kìa, con lấy con mùa không được. Đấy, 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 nó đang ở đây đấy. À, nó về với con nó rồi. Con giống. Vâng đúng rồi, con đi ăn. Con đi ăn đấy. Con tại vì nãy con lùa nó không được xong rồi con. Con lùa đi ăn, con về thôi. Ừ, rồi chào bà nhá. Rồi, chào các quan. Ở đây là dòng sông Chu, là dòng sông lớn thứ hai của tỉnh Thanh Hóa. Ở sông lớn thứ nhất đó là sông Mã. Ở sông Chu là sông lớn thứ hai. Thì đây là trong lúc mà không có lũ lụt, nước cạn nên là dòng sông rất là êm đềm, nhưng mà khi nước lũ lên đó thì nó ngập bãi mía luôn, ngập bãi mía rồi ngập đến ngọn cây đó. Năm 2018 là đến ngọn cây cũng ra 2017 ngập hết cái bãi mía, đúng rồi 2017. Ăn cơm chưa? Chưa nấu à? Thêm bò đấy cho hai cha nhá. Ủa nhà mình đây à? À. Đó, sống linh đình. Rồi. Là cái mẫu mẫu này. Được quá. Cái nhà này còn chắc chắn này nè. Nó được cái này cái mất cái kia. Tức là nó cái phao này thì nó chắc nhưng mà lụt thì nó rất khổ. Đúng rồi. Nặng là không lôi được. Vâng, à. Nó vất vả. Cái thể bỏ ra này vào đấy. Vất quá vất. Đúng là phải bò. Phải bò chứ. Phải bò đó. Bò chứ không có xỉn với bò đấy. Chắc là cha Chí là cha xứ của làng chài cái đầm chắc bò quen rồi nha. Thì hôm nay cha xứ nha. Cha xứ dẫn cha là cha Thường bên Ca Tát Thanh Hóa xuống thăm cái thuyền nhà mình. Đó, bây giờ thì đang ngồi trên thuyền này.
Thì gia đình chồng tên gì, vợ tên gì? Con là Minh Thanh ạ. Chồng con là Minh, con là Thanh ạ. Minh Thanh. À, tên cũng đẹp nhỉ. Đúng vần. Rồi Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thanh. Rồi gia đình được mấy cháu? Gia đình con được 2 cháu ạ. 2 cháu. Cha là cô Đào thì con năm nay 18 tuổi, làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nhưng mà con xin hai cha cũng cao nguyện cho gia đình con ạ, vì con của con á đi làm cho nó không may lại bị Covid, nhưng mà F0 cha ạ. F0. Một tuần nay đi vào. Ồ. Thằng bé cũng bị được 4 hôm cha ạ, mới gọi về cho con để giấu con là vâng. À. Nhưng mà biết được 3 hôm nay thôi ạ. Chồng con sợ á, lúc đó hắn cũng giấu anh điện về cho con thì con cũng xin hai cha cầu nguyện cho gia đình của con ạ. Vậy là đi làm cho người trong Sài Gòn đó là mười mấy tuổi? Năm nay là 18 tuổi cha ạ. 18 tuổi mà đi làm lâu chưa? Con của con đi làm năm nay là năm thứ tư cha ạ. Thứ tư, tức là 14 tuổi là phải ra khỏi nhà để đi làm rồi, cụ bắt cụ bơ rồi. Chứ cháu không đi học không mà lại đi làm chứ sớm vậy? Con học đến lớp 7 là bố học đi làm cha ạ. À. Còn cháu thứ hai thì là Mạnh, năm nay lên lớp 6 cha ạ. Lớp 6, thì may nhà mình đã di thuyền nhưng mà còn gửi con lên trên bờ để đi học được. Thì cháu đầu thì nó cũng ít ra nữa, nó cũng học đến lớp 7 rồi. Thì cuộc sống khó khăn, không còn tiền để lo cho cháu học lên cao được nữa. Thì cháu phải đi làm ở trong Sài Gòn, nhưng mà không may là mới dính Covid, mới F0 được tuần nay. À, nhưng mà nó có triệu chứng gì không? Con của con thì thanh niên, hôm cha hàng cũng nói với con là đề kháng, hắn cũng có sức khỏe ơi cha, nên là cũng không có việc gì. Hai hôm đầu hắn cũng nói là mẹ hắn cũng cô giật đấy, nhưng mà cô giật. Có sức khỏe. Sức khỏe. Con điện thoại nói chứ ạ. Thì vợ chồng khi mà nghe con bị F0, bị dính Covid thì cảm tưởng như thế nào? Chắc chắn là lo sợ cha. Thì bố mẹ ở nhà cái biết gì cả. Con nguyện cho gia đình của con ạ. Thì ở trong Sài Gòn thì Covid nhiều lắm, nhưng mà ngoài đây thì mình cũng tạ ơn Chúa là cũng đang còn đỡ. Nhất là dưới sông đây thì lại càng đỡ hơn, bởi vì không có tiếp xúc với ai cả. Đúng không? Nhưng mà cũng cẩn thận nhá. Hôm nay là không có đeo khẩu trang rồi, đến nay khẩu trang này đeo vô. Đeo khẩu trang vô. Di thuyền cả đời, cả ngày chả tiếp xúc với ai đâu, nhưng mà thôi thì cứ đeo vô cho nó đúng thủ tục. Rồi thì cuộc sống ở dưới thuyền thì cũng còn thấy khó khăn như thế nào? Rất là vất vả cha ạ. Về cái mùa đi là đỡ cha này. Về cái mùa tháng 4, tháng 5, tháng 6 cha. Tháng 6, tháng 5 thì đi thì buồn đúng là căng mắt cả đêm đó. Con chỉ ngồi cạnh bè để vô bèo mà. Nước con vô thì theo nước con vô chợ, mà không vô thì trôi mất. Cuộc sống khó khăn nhỉ. Thì cha chị cha thấy như thế nào? Thiên thiên chúa chúng mày đi bà nhá. Cháu theo đạo thì mình cháu thiên thiên chúa thôi. Hôm nay chúng tôi lên trên bản Thiết Ống, lên trên xã Thiết Ống, huyện Lăng, huyện Ba Thước, tỉnh Thanh Hóa, để đi mà phải rắn bò cho khỏi nó đi mất á. Để cha coi cho. Cha coi cho nó khỏi vào ngô của người ta rồi. Lưng thì cằn xuống rồi. Mà con bò. Nó con bỏ sâu quan mới bán, nhưng mà quan cho thằng nó đi viện không lắm về. À, cái thằng thứ hai, bố cho cái thằng mà có đứa con đấy hả? Mới đi viện về à? Hôm nay lên nhà. Cha cho cái chú à? Cha cho mẹ, cha này thăm bà mấy lần rồi là cái chú. Thì đó. Chú này nên thăm mấy lần. Đây là cha bên nhà thờ. Cha bên đạo. Bên đạo nhá. Bên đạo. Cha đây này thăm mấy lần rồi, bà nhìn cho kỹ vào. Vâng. Cha thăm mấy lần rồi? Như cha thăm bà mấy lần? Nhiều lần. Nhiều lần rồi. Nhiều lần đếm được. Đấy là cha thường. Vâng. Cha thường đó. Ôi nhìn bà có cây xanh.
Cha Thường là bên chúng con là bên đảo nha, xa lắm. Ồ. Mãi cách nhà bà 7-80 cây đấy mà lên thăm bà đó. Vâng, cảm ơn các quan nha. Trời ơi, bà lạnh không? Lạnh chứ, nhưng mà bây giờ hắn trưa là không có lạnh mấy. À, buổi trưa rồi. Buổi sáng nó mới lạnh. Mỗi buổi sáng buổi tối với lại. Chứ cái nhà mình có cái cửa này nó có kín không? Hắn không có kín vì cho cái gà hắn khỏi lên thôi. Ô, cho gà hắn khỏi lên, kẻ trộm khỏi vô. Vậy vậy cái anh mà đang ngoài kia. Không, một anh nữa mà mới đi viện về đấy là đang ở trong đây à? Vâng, hắn ở trong đây. Hai đứa là bị có bệnh tâm thần. Nhưng mà cái anh mà thứ nhẹ hơn là mới đi viện về à? Vâng, đang trên đây. Ở đây. Đứa con đâu rồi? Đứa con đâu rồi? Đứa con đi học. À, nước quan đi học học lớp 5 rồi. Vâng. Thế là bây giờ là bà nuôi. Nó không đi đâu. Bà nuôi. Đang coi bỏ giúp bà không có nó. Bà nuôi. Rồi nuôi bây giờ. Ô, nó đi. Nó đi mà. Không. Không. Đi mất cha. Sao sao nhiệm? Người ta rồi mua cái ngô rồi. Rồi sao nhiệm ra đuổi ngô cho nhiệm. Sao, sao, sao? Anh đi là kẻ thôi. Nhưng mà có bị sao không? Không sao. Người ta bắt cho chứ. Có đứa bị ốm ở nhà đâu rồi? Anh đi viện rồi. Đi viện à? Vâng. À. Đi là bà. Cho bà có bà đấy nhá. Vâng. Có chị, có chị Vân gì á? Vâng. Chị Vân nhá, ở Nga Sơn nhá. Dạ. Chị á, biếu bà cái chăn nhá. Vâng. Chăn bắp mùa đông cho nó khỏi lạnh lùng nhá. Vâng. À, chăn rất là đẹp. Vâng. Rồi Huy đây. Huy đây là hồi thân nhân được kể đó thôi. Vâng. Hồi thân nhân ở bên San Jose. Vâng. Được. Cali nhá. Vâng. Với bà nhá. Vâng. Cảm ơn các quan nhá. Ừ. Người tuổi trai dọc. Ừ. Rồi. Ừ. Ôm tay. À. Phải ôm đâu, phải ôm với cả chan à? Không phải cả chan cái gì cả, đây. Ừ. Đây là cha anh nhá, nhiều lần lên thăm bà rồi nhá. Vâng. Vì hôm nay đó là có cô Kim Anh như này. À. Cô Kim Anh có gửi tiền về cho bà nhá. Vâng, cảm ơn. Rồi, cô Kim Anh có gửi tiền về cho bà là tháng 12 này, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 nhá. Vâng. À, tháng 12, 1, 2, 3, 4, $150. Vâng. À, và người ta đã đổi ra được là 2.856.000 đồng nhá. Dạ. Ồ, đấy là cho tiền cho bà tiền cho bà nuôi hai đứa con tâm thần nhá. Vâng, đấy các quan các đấy là tiền cháu rồi, là cảm ơn cô Kim Anh. Vâng, tiền của cô Kim Anh gửi qua cô. Vâng. Cô Phượng và thầy Sáu Tửu của hội bác ái ban bội hội bác ái Ai Lazaro nhá. Dạ. Rồi giờ còn mì gói đây là của cô Hồng Kông, nghe Hồng Kông nêu supply này. Rồi đó là cá sơ, rồi có những cái đây gì à, nữa bà ơi đây nha, có miến này, có bánh này, muối này, nước mắm này, mì chính đây nha. Dạ, các quan đầy đủ tất cả các thứ ở trong này. Rồi đây con cha gọi đang đuổi rồi. Được rồi. Đó. Đó. Đó là quà của cô Vân nhá. Vân Long á. Long Vân á. Ờ, Nga Giáp. Rồi. Được rồi. Vâng, bà đi cất đi ra trước. Cầm cái chăn ra đây. Bà cất đi. Cất thì không có là người ta lấy cắp mất đấy nhá. Ừ. Được rồi. Từ. Cầm cái chăn ra đây. Cái cửa đấy. Lên đi. Cầm lên cho bà đi. Không, bà để đây thôi. Chưa có trả đâu. Con kia nó chạy. Đấy, cầm cái chăn này. Đó, bây giờ đi thăm một đứa con tâm thần của bà đây này. Ông thì ông bị tai nạn, ông chết mất rồi. Này, chú tôi ơi. Ờ, mấy hôm nay rất run cầm cập này. Rất run cầm cập, bao nhiêu là cái áo mà đang run cầm cầm mà. Chứ không mặc áo à thầy? Tại sao không mặc áo? Mặc áo à? Lạnh không? Không, lạnh mà sư lạnh thì mà lại không lạnh. Chứ không mặc áo vậy mà không mặc áo. Tóc lừa, chăn nóc rồi nè. Ờ. Chăn đẹp.
Rồi đây cái chăn này đẹp lắm nhá. Chăn nó chỉ vân Ngao Sơn nhá. Đắp vào nhá. Cho thầy đi. Cái chăn nó đẹp nhá. Rồi. Thầy đắp vào xem nào thầy. Đắp vào. Đắp vào. Hả? Chưa chết á? Chưa. Chưa. Tối chết đắp nhá. Chết vậy còn chưa chết. Ôi, okay, để dùng nhiều thế này. Mặc lấy cái áo thầy cô. Mặc lấy cái áo đi. Mặc áo vào nhá, không có lạnh lắm nhá. À, cũng biết nói đó, nó biết đấy chứ. Cha bảo nó biết mặc áo. Đó. Con mặc áo vào nhá. Mặc vào cho nó ấm chứ. Chứ không mặc áo mà không có lạnh à? Lạnh mà lại không mặc áo. Đó, mặc áo vào cho nó ấm chứ. Đúng rồi. Áo cho ấm rồi là đắp chăn này. Rồi thì đắp chăn này và xem đắp cái chăn mới coi. Đắp chăn mới đi. Đắp chăn vào. Thử đắp chăn mới coi. Đắp đi nào, Thạch đắp đi. Đây này, cái chăn này này. Cầm lấy cái chăn này mà đắp nó này. Đắp vào người. Kìa. Hãy nằm xuống đi, nằm xuống. Nằm xuống lúc nãy đi. Chưa nằm. Giờ buổi trưa đang nghỉ. Ngồi nghỉ. Hả? Rồi. Có đọc kinh được không? Kinh. Tôi không biết gì. Đâu biết gì mà đọc kinh. Hả? Không phải là bên lương. Cho Dương đọc dạy kinh đến đọc kinh. Đó, ở đây khi mùa lạnh do mùa đông bắc mấy ngày hôm nay rét cắt da cắt thịt đó mà chả có một cái rèm, không có một cái phên hay là không có một cái gì cái chiếu cái gì để mà che mà chắn lại Chúa. Con tạ ơn Chúa mà che chắn lại mà tạ ơn Chúa cho mà để cho chăn nó nhá, cho đấy mà che chắn được cả gió rồi đủ thứ. Mình ra ngoài đã một tí lạnh là đã thấy người ta đang phải đốt củi người ta ấy. Đúng, cả, mà đây nó là đi khởi chân nữa cái chứ. Nói cho Dương lại cứ thấy khế này cho Dương thích rồi đấy. Cho Dương thấy khế rồi thích rồi. Mày khó đi quá xích ngã. Ồ, đó, cái sơ bóc bánh cho ăn nha. Cho hai cái. Ăn đi, cái sơ cho để ăn đi. Ăn đi. Bỏ miệng. Thầy ăn đi nhá. Không cần bẻ đâu, cắn luôn. Rồi, bánh sô-cô-la đấy nhá. Ồ, ngon chưa? Đưa cả hộp cơ nhưng mà mẹ bảo là, bà bảo là ăn dần nhá. Ăn dần nhá. Từ từ giờ mẹ cho ăn dần, chứ đừng ăn một lúc nhá. Áo trà với bánh trà các sơ cho mẹ đang cắt trong nhà nhá. Ăn từ từ. Còn hôm nay thầy ăn cơm với cái gì rồi? Thầy ăn cơm chưa? Ăn rồi. Bà cho ăn rồi. Bà ơi. Có cái quần dài không mặc vô không có là không nó. Có quần dài áo dài à? Nó lại lấy. Thầy có quần dài không? Có rồi à? Nó chưa mặc. Lạnh vậy còn chưa mặc rồi lúc nào mới mặc. Đúng. À, nó không biết lạnh. Không biết lạnh. Không mấy người tâm thần không biết lạnh đâu. Họ không biết đói, không biết lạnh, không biết nóng lạnh là cái gì hết. Không biết đói. Không có cảm giác. Có khi không biết khát đấy chứ. Có nước này không? Có. Bà bảo nước để cho để uống đấy. Nước mà mốc cục xanh như vậy. Hả? Hả? Nước mốc xanh đó rồi. Bà ơi, bà ra đây coi nào. Hả? Bà ra đây cho hỏi nào. Đổi nước lên cho chứ. Không. Chắc cứ để đó, chơi. Chắc cứ để đó cho nó. Đây. Nước uống này đó. Hả? Để xanh như này. Nóc vậy lấy con cứ trèo qua. Nước uống này. Trời, chả có sáng kiến gì cả. Mốc xanh như này, nhưng mà để lâu quá. Để cái ông đó ăn vào cái nước đó. À. Cái ông đi ăn tại cái nước đi ăn đi ăn vô vậy. À. Ăn bén vô. Ăn bén đi chai đó. Chứ bà là cái đến giờ là phải đưa cơm ra cho cháu ăn à. Vâng.
bữa ăn là được cơm cho cháu ăn. Có ngày là mở cho ăn ra ngoài rồng đó. À vậy à. Vậy vậy mở ra thì nó có chạy không? Không. Ừ. Nó không chạy nữa. Nó không chạy thì chạy sao không để cho nó ở trong nhà? Để ngày mô mà có hắn ở nhà rồng là phải mở ra. À. Hôm nay bảo hắn ở nhà trong nhà. À. Vâng. Ừ. Còn không là cứ khóa lên đây thôi. Vâng. Ừ. Nhưng mà nó có biết nó mơ lúc mà mở ra không? Xong bảo vào có vào không? Vào chứ. À vậy á? Vâng. À, vâng. Giống như là nhà, quen nhà mình lại thành thành quen. Ừ. Cho hắn nhìn cũng ra già rồi hắn ăn vào. Chứ nó có ngoan không? À, có ngày hắn không ăn hắn nên cái thần kinh nó nặng à. 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 Vâng. Nó có phá phách gì không? Không. À không. Bây giờ hắn còn không phá. Ừ. Lấy quần áo cho hắn mặc nhưng hắn chưa mặc. Ừ. Mặc vô chứ. Lúc này khởi trần nó mới bắt nó mặc áo vô rồi nó mặc đó. Lạnh lắm. Phải mặc quần áo vô quá. Ừ. No. Không biết lạnh mấy. Ừ. Mày mua hắn thần kinh nặng thì hắn không ăn mà hắn không nói. À không nói. Vâng. Còn hôm nào mà không bị thần kinh thì nó nói chuyện với mình. Vâng. Nói chuyện với mẹ. Nói chuyện với mẹ. Là bảo cái kia là hắn nghe. À. Được. Còn cái hôm nào mà cái cơn nó lên là nó không nghe gì hết. Vâng, không nghe gì hết. Ừ. Hắn là không ngủ được. Đánh nữa. Nào không? Ừ. Không ạ. À, nó không có bạo lực. Đánh mà có hay chạy đây không Tung à? Không chạy. Ngày trước nó hắn chạy chứ. Ngày trước chạy. Bây giờ. Bây giờ thả ra. Vâng. Bây giờ hắn Tung chạy không chạy bỏ ra. Vâng. Cho hắn vào. Cho hắn ra, tôi là cho hắn vô. À. Vâng. Tối có cho vô không ạ? Vô. Hắn là quen đồ ở nhà đây à? À, à đúng rồi, nó ở đây nó quen rồi, bây giờ vô trong nhà nó lại không ở được á. Vâng. Kiểu không vậy á. Ý là tối ra cho ra đây này, xong tối lại vào tối đây. Lại đưa vô. Vâng. Cho ra ăn ra ruộng đó ăn đi chơi. À. Vâng, cho vườn ruộng á. Chứ không bao giờ mà cho ra rồi nó bỏ đi mất rồi đi tìm không? Không. Không. Từ vậy. Ngày đó nó chưa mất. Ừ. Vâng, ngày trước là hắn mới vô rồi hắn mất rồi. À. Vâng, hắn mới vô hắn chưa quen à, bây giờ hắn quen rồi. Rồi chứ còn ông mất lâu chưa? Ông mới rồi. Ông bị tai nạn à? 2 năm rồi vậy. Ừ, ông bị tai nạn à? Vâng. Ừ, ông đưa cháu đi học đó. Đón cháu về. À, ông đi đón cháu về đó. Vâng. Thì trên đường đi đón cháu của cái thằng con bị tâm thần đúng không nha? Vâng. Ừ. Mẹ nó bỏ đi đấy. Mẹ nó bỏ rồi à? Nó đâu rồi? Đâu, cô hắn đi chơi rồi. Hôm nay hắn đi học chứ? Hắn đi học. Hắn lớp học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Lớp 5. Vâng. Tức là cái thằng anh và thằng này cũng bị tâm thần mà vợ bỏ rồi. Vâng. Bây giờ là bà phải nuôi con tâm thần, nuôi cháu. Vâng. Ừ. Thì ông 2 năm về trước, ông đi đón cháu đi học về thì ông bị tai nạn, ông chết. Vâng. Rồi để lại cho bà là 2 đứa con tâm thần. Chứ bây giờ bà thì con thấy là mà cái lưng của bà, cái lưng cong cong. Một mình thì nuôi 2 đứa con tâm thần với 1 đứa cháu này. Ừ. Bây giờ mà bà mà sao thì anh này đi. Bên này cái anh kia bên đứa cháu tựa vào ai được bây giờ. Cái thằng khổ hắn đó. Đi viện có ngày hắn đi viện về là hắn được 6 tháng. À. Hắn uống thuốc thì hắn khỏe mà hắn không uống thuốc là hắn lên. Ừ, cứ đi xuống bệnh viện tâm thần về là được 6 tháng. Vâng. Uống thuốc đó. Đó là thằng anh á. Thằng anh. Anh đi ra thằng em. Ừ, đi ra thằng em. Vâng. Là tự đi hả bà? Ừ. À mà anh mới này đi đâu rồi? Nó trong nhà, nó đang nằm trong nhà, nó mới đi bệnh viện về. Mới chích thuốc về. Thì sẽ không đi đâu. Còn nếu mà không cứ được 6 tháng đó. Được 6 tháng. Không được 6 tháng. Ừ. Xong lại phải tiêm thuốc. Tại hắn không uống rồi, cái thằng nó khó bảo lắm. À khó bảo. Vâng. Ừ, chứ mà cứ uống thuốc bình thường thì cũng đỡ đó. Vâng. Nhưng mà đây là không chịu uống cho nên là bệnh càng ngày càng nặng ra. Vâng. Bây giờ hắn là hôm nay hắn về ra nhưng mà chưa đến nhà rồi. Hắn được 1 tháng rồi. À. Tức là đang trên đường về. Vâng, đang đi trên đường về. Ồ. Cái gì hắn đi đoán. À, đang trên đường về, chưa đến nhà. Không có ai trên nhà hết. Ừ. Vâng, không có ai. Rồi nhá, chào bà, chúc bà. Vâng. Lưng thẳng lên nhá. Vâng. Có cái gầy thì bà thẳng được. Rồi, không thể thẳng được nữa. Thế chà Dương có cái cách gì cho lưng của bà không còng nhưng mà thẳng lên được không? Giờ hắn thành nhất quen. Ừ. Hắn gù đi rồi. Nó gù đi rồi. Cái cột sống này. À, cái gù đây. Cái đây này, nhà anh thấy cứu cái nhẹ. Ừ, cái ngủ vậy? Nằm ngủ chứ. Vâng, nằm ngủ thì được. Nằm ngủ đắp cái miếng nhẹ với đây ngải cứu ở đây này nhá. Không cha Dương ơi. Cái gù này nó không có phải là đấy nhưng mà bao nhiêu là cái khổ đau, bao nhiêu cái sự vất vả, bao nhiêu cái sự cơ cực nó làm cho cái lưng của bà nó còng xuống. Cái thói quen á.
Mình nhọc đấy, mình cúi xuống dần dần. Bao nhiêu sự cơ cực vất vả, mình mắc cúi nên mình không muốn rửa này làm được. Đấy, cứ đứng vậy. Đứng thế này. Đứng thì phải dựa, phải tựa một cái gì đó thì được. Thì đứng được. Nhưng mà đi mãi hết, bây giờ hắn đau hết cái chân này. À. Vâng. Rồi. Phải đọc xương thông thường. Đây đang còn phải chăm sóc nó. Bà phải có cái gậy. Đây. Rồi, lúc nãy bà có cầm gậy ở đây không? Gậy của bà mua rồi. Thôi được rồi. Rồi, cảm ơn Vân Long Vân nhé. Nga Giáp, Nga Yên nhé. Để cho thạch cái chân ấm. Cảm ơn cô Kim Anh nhé. Cảm ơn cô Kim Anh. Cảm ơn cô Phượng Thầy Xéo Tiểu Hội Ai La Gia Rô. Cảm ơn cô Hồng Công. Cảm ơn tất cả mọi người đã thương giúp đỡ cho gia đình của bà. Đây cha Thường, sơ Hưởng, sơ Nhiệm và cha Dương nhá, và cha Dương. Nhớ đến cha Thường là được rồi. Bởi vì cha Thường lên nhiều lần rồi, còn con chúng con mới lên có 2 lần thôi. Thời lâu nay là nhớ cha Thường, hôm nay nhớ thêm cha Dương kia nữa nhá. Cha Dương. Đó, cha Dương đó. Cảm ơn các quan ơi. Các quan ơi. Chứ nhà mình là dân tộc Mường nhá. Dạ. Thì bà nói mấy câu tiếng Mường này, cảm ơn nè. Cảm ơn là bé trưng Mường rồi. Ừ. Cảm ơn các quan nha. Dạ. Còn mong trường cho vô ăn năm mới là cảm ơn các quan là ăn đúa. Ăn đúa nha, mang thương đó, các con mang thương nha. Dạ. Thương mang đồ ăn đến năm mới đúng không? Không phải là thương mang đồ ăn đâu, mang thương. Tiếng Mường, mang xương đó. Mang xương nhưng mà cái vùng Thạch Thành thì nói là mang thương, tức là đã yêu mến, yêu thương. Thạch Thành thì lớn đó, cho nên là Ba Thước là măng xương, còn Thạch Thành là măng thương. Đó, cha phải người Mường mà cha không hiểu được tiếng Mường đó. Rồi chúc cho bà, cho Thạch, cho mấy mẹ con bà cháu ở năm mới được nhiều sức khỏe nhá, nhiều ơn lành của Chúa. Rồi các cha các sơ cầu nguyện cho mẹ con của bà nhá. Rồi. Sơ. Rồi chúc Thạch là năm mới được khỏe mạnh nhá. Rồi nhớ là phải mặc quần mặc áo vào không có lạnh nhá. Đắp chăn đó, cái chăn mới trao cho đó nhá. Có cái mày luôn to lắm vậy. Bye bye. Bye bye Thạch, bye bye đi. Bà nói thành bye bye đi. Bye bye chùa Lâm Bảy. Tiếng Mường đó. Bye bye 757 Rồi. Đúng là một kiếp người mà. Hôm nay là lên xuống. Bà ăn vô trong cái đi ăn đi. Là đứa cháu đấy ạ. Đứa cháu bị mẹ bảo. Con đang ở dưới vườn ngô bà ạ. Bố mẹ ăn ngô. Không biết đâu. Con dưới vẫy dưới vườn ngô. Bà vô ăn mía rồi kìa. Đi. Ăn mà kìa thôi. Đấy, thì nó bữa rồi. Con về đây. Vườn nhà bà đâu ăn kìa đâu. Ăn kìa đó. Để dành cho bữa giết. Bữa nay đứa đủ rồi. No rồi, cho ra đi. Ăn đi ra, ăn đi ăn. Vâng, cứ bà đuổi em ra. Cứ bà đuổi nhá. Thôi ra cha, kể cho bà đuổi cái rồi. Giấm một phân. Giấm một phân đấy. Giấm một phân bò nào. Phân bò con nó đang mãi dưới vườn ngô kia bà nha. Đây kìa, con lấy con mùa không được. Đấy, nó đang lấy đấy. À, nó về với con nó rồi. Con giống. Con đen đấy, con tại vì lấy con lùa nó không được, xong là con lùa. Rồi, chào bà nhá. Rồi, chào các quan. Nhất thích được quá. Được rồi, đây này, kêu gọi các mạnh thường quân là góp áo lên đây. Vâng ạ. Cảm ơn các mạnh thường quân đã góp rất là nhiều quần áo cũ lên đây để cho bà con rất là thích. Ai cũng lấy hết, gọi là lấy hết sạch luôn đấy ạ. Nên là cả nhà có thì cứ dành dụm này và gấp cẩn thận này cho con này, con xin mọi người nhá. Được, cái alo này là bây giờ mình thu gom rồi đưa đây cho bà con nhé. Vâng ạ. Nhớ là quần áo cho nó sạch một tí. Gấp gọn gàng. Gọn gàng.
sạch sẽ để lên đây. Ở đâu tuổi thân. À, bây giờ con lên đây con tận mắt con chứng kiến thấy bà con cần quần áo như thế nào. Họ rất là quý chà. Quý lắm luôn ấy. Ở dưới xuôi mình cứ nghĩ là mang quần áo cũ lên họ không lấy, nhưng mà họ quý lắm. Tranh nhau lấy không đủ. À. Chuyến này đi nó không đủ quần áo cho mọi người ấy, phải chia, gọi là phải chia đều chứ còn không có để cho đủ. Cho nên là từ nay đến Tết thì đoàn sẽ đi nhiều chuyến khác nữa, cho nên là những ai có thì cứ gom lại để đoàn đưa lên đây cho bà con. Vâng, vâng. Bà con đang chờ để lấy thế này nhưng mà chưa cho lấy. Cảm ơn. Đây, thưa bà con, cả một cái núi quần áo đó. Cả một núi quần áo. Cả một núi quần áo, một toàn áo đẹp không? Đấy là... đó, toàn đây, áo là mọi người, đẹp đó. Có người rất gấp, rất là cẩn thận này. Rất là có tâm luôn. Đúng rồi, giặt cẩn thận. Rồi, giặt thật gấp, cẩn thận rồi đấy đó. Ừ. Đợi một tí rồi mình sẽ phát nhá. Rồi quý vị ai có quần áo cũ, quần áo không phải là cũ lắm, cũ nhưng mà nó phải là mặc được, còn đang tốt một tí thì cứ gom góp lại để cái tác sinh hoạt sẽ đưa lên trên vùng cao để phát cho bà con. Cũ mình nhưng mà mới người ta. Của quý vị thì cũ nhưng mà người khác thì là mới. Nhưng mà nếu mà quần áo mà còn đẹp đẹp một tí thì càng quý. Càng mới càng đẹp thì càng quý. Xin quý vị hãy gom góp. Có những cái mà mua về mà đang còn mát mà chưa mặc thì cũng cứ gửi lại cho cái tác sinh hóa để chúng tôi đem lên để trao cho bà con. Đó, nhìn bà con đang chờ đợi đó là thấy được cái sự háo hức của họ. Một tí nữa thì chúng tôi sẽ trao cho bà con. Rồi. Đi nhà phát này xong rồi mình chuyển quần áo lượm vào đây cho bà con lượm. Con thấy làm sao khi mà bà con háo hức để nhận quần áo? Rất là vui. Nhìn thấy bà con vẫn khích hào hứng này, mình cũng vui, rất là vui trong lòng. Thế nên là sau cái chuyến này đi về đi về dưới xuôi á thì mình cố gắng để đi gom góp nhé. Mình sẽ gom góp thêm và cố gắng là quần áo trao thêm được nhiều, giúp được nhiều hơn nữa. Đang đợi xếp quà xong rồi để cho bà con lấy quần áo. Chất Thảo ơi, Chất Thảo, anh cho cái này cho xong rồi. Rồi, trong lúc chờ đợi. Bây giờ thôi, bảo họ ôm bớt kia. Không được rồi. Không, nhưng mà... Thì được, thì bác lên đây cũng được. Nhưng mà sợ phải ôm bớt cho một nửa bên kia kìa. Nó không có bạt, nó không có bạt. Đi lấy. Được rồi, không sao, cứ sang, sang đi. Tí nữa phát quà xong. Rồi, con chơi giải giải xong. Bắt đầu vào việc đi. Kéo bớt ra đây cho họ lấy quần áo cho nhá. Rồi, quần áo nhá.
Giờ quay về quần áo nên là ai cũng thích quần áo hết. Ai cũng thích quần áo. Như kiểu mình là mở sốt quần áo. Đây là sốt quần áo không đồng. Sốt quần áo không đồng. Sốt quần áo không đồng. Đừng có chấm vào. Ê, bà cái thôi. Người ta nhìn không được đấy. Thôi bà cần đi. Rồi bà đi ra đi. Rồi. Đi đi đây này. Đi ra kia. Ra kia. Rồi. Rồi, được rồi. Được rồi. Đi ra nhé. Ai lấy rồi đi ra nhé. Ai lấy rồi. Ai lấy đi ra. Để người khác vào. Đừng có chấm được con ai nhá. Đừng có mê rồi. Rồi, được rồi, con đi ra. Ồ, ổn tỏ đây rồi. Ồ, đẹp quá nhờ. Ấm quá nhờ. Ấm lửa rồi. Ồ, được rồi. Ai cũng vui. Ai cũng vui lấy quần áo, ai cũng vui cả. Đừng có dẫm lên. Nào, ai chưa lấy lại lấy nào. Ai chưa lấy lại lấy nào. Vâng không. Ai cũng có cả, ai cũng có phần hết. Ai cũng có phần. Rồi lấy đi nha. Ai cho có thì lấy đi. Lấy đi. Quý vị vui vẻ lắm. Ngày hội. Ngày hội phát quần áo. Rồi cuối cùng ai cũng có phần hết. Ai cũng có phần. Ai cũng có phần. Này đừng, đừng có nhắm lên. Bố lấy đi, ai chưa có bố lấy đi. Cái mũ đẹp đó. Đó, bố lấy về cho con mặc nhá. Bố chọn về cho con. Đó, ai cũng có phần. Rồi, ai cũng vui đó. Đấy, đó. Rồi. Một bao quần áo đó. Con Lê nỉ, con Lê nỉ. Đây, trai đang thắt cà vạt cho ông đấy nhá. Nhất ông đấy nhá, được cha Thảo cắt thắt cà vạt cho. Cha Dương có cà vạt thắt cho bà này này. Wow.
Là à, thế à? Nhưng mà rồi cho Thảo thất cho bà công. Thật đây là quay vào trong đi nhá. À. Này, khi nào đi đám cưới thì hội biết được đeo cà vạt vào nhá. Vâng. Rồi. Không phải lâu đâu, không phải lâu đâu. Chỗ đầu tiên là phát tâm lý. Phát đồ xong. Chị phải không giờ đấy. Rồi. Hôm nay cho nó làm cho ông đẹp trai nhá. Rồi. Ông có cái công để dưới đây thế đây à? Có gì? Chấm bán rồi, bắt đầu đi. Con tập trung kia để giới thiệu đoàn một tí nha. Đây, bây giờ đến lượt cha Dương thất á. Đi học, các con bây giờ đi học. Nào, tôi vừa sao hợp thả. Chưa, tôi sao hợp thả. Hợp thả, lấy tôi hãy của chia tổ hợp của kia nữa. Nhưng mà là hợp hồ. Có tư nhử. Tư nhử. Rồi, cảm ơn tất cả các anh nhân đã gửi quần áo đến bà con. À, chúng tôi vẫn tiếp tục thu gom quần áo cũ để cũ mà nếu mới được thì càng tốt. À, nếu mà ai có quần áo mới được thì rất là quý. Nha, chúng ta qua chào cho thường một tràng vào tay đi. Đây là trưởng đoàn ngày hôm nay nhá. Ở đây là cha Dương này. Cha Dương, qua chào cha Dương một tràng vào tay đây. Rồi đi cùng thì có các anh ở xã như là công an, rồi còn một số anh chị em bị tắc đường không vào được cho nên đứng ở ngoài kia. Và ngày hôm nay thì các cha rất là vui mừng vì được đến thăm các em, rồi được thăm các thầy cô giáo. Và hôm nay thì cha Thường thì ngài là trưởng đoàn, cho nên ngài có đem theo rất nhiều quà thì lúc sáng phát ở muống 1, muống 2 rồi. Ngày hôm nay thì là đến đây để chia sẻ niềm vui trong những cái dịp mà mùa đông về, để các em là đều mặc những cái áo mới là của rất nhiều người giúp đỡ cho các em. Thì cha Thường ngài sẽ là chủ trì để nói chuyện với các em tâm sự một chút nhá. Chúng ta bắt chờ cha Thường đi. Rồi thưa các em, đây là cha Thường nhá. Cha Thường này, cha Thảo này, cha Dương này. Hôm nay là có ba cha đến đây để trao áo ấm cho các con. Lúc nãy đến đây thì cha thấy là có nhiều em là cứ đứng run cầm cập như vậy, bởi vì trời hôm nay lạnh quá. Rồi bây giờ các em được mặc những cái bộ áo ấm này vào rồi thì các em có được giữ được cái hơi ấm trong cơ thể của mình. Và bây giờ thì em nào em nấy không có còn run bần bật giống như lúc nãy nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đặc biệt là quý nhân của hội Bay Area Family của LV. Đây là món quà của các ân nhân của hội Bay Area Family giúp đỡ cho các em dân tộc Hơ Mông ở trên miền núi cao. Đây là xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đa số các gia đình của các em ở đây dân tộc Hơ Mông đó hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên là các em hôm nay nhận được cái món quà là những chiếc áo ấm này của quý ân nhân trao tặng cho các em. Thì đây là một cái món quà rất là ý nghĩa, rất là trang chứa tình Chúa và tình người. Tôi xin thay lời cho tất cả các em, cho phụ huynh của các em, cho các thầy các cô ở đây, đặc biệt cho các tác Thành Hóa, xin hết lòng cảm ơn quý ân nhân của hội Bay Area Family đã tài trợ cho các em những cái bộ áo ấm này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân. Xin hết lòng cảm ơn. Bây giờ chúng ta nói một tràng pháo tay, chúng ta cảm ơn các ân nhân nhé.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ hô theo cha nhé. Chúng con cảm ơn nào. 2, 1. Chúng con cảm ơn. Một lần nữa nhá. 2, 1. Chúng rồi chúng con cảm ơn hội Bay Area Family for LV có trụ sở tại San Jose, tiểu bang California bên Hoa Kỳ đã tài trợ những cái bộ áo ấm này cho chúng con nhá. Rồi chúng con có thích cái áo này không? Áo này có ấm không? Từ nay có áo ấm rồi chúng con đi học cũng phải cố gắng học cho tốt nhá. Rồi đó chúng con phải hứa với lại các ân nhân là phải học cho tốt nhá. Rồi bây giờ xin mời một thầy giáo hoặc một cô giáo đại diện cho nhà trường có đôi lời cảm ơn cùng với các ân nhân. Xin mời và xin mời. Đây thầy ơi, dạ. Mời thầy nhá, thầy đại diện cho khu có đôi lời cảm ơn. Chúng ta đợi một tí nhá. Các em có thuộc một con vịt không? Một con vịt nhá. 2, 3. Một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nó kêu rằng quack 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 quack. Cặp hồ nước nó bị bà bị bom, lúc lên bờ vây cái cánh cho cô. Ra mời thầy giáo. Em đứng đây được không? Đó. Dạ, là thay mặt các em học sinh, các thầy cô giáo trong nhà trường thì xin cảm ơn đoàn từ thiện, các đoàn thiện nguyện đã có những món quà, đã có những chiếc áo ấm gửi tới các em học sinh ạ. Xin cảm ơn đoàn ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy giáo nhé. Và chúc cho các thầy, cho các cô, cho tất cả các em học sinh sắp bước vào năm mới, trước nhất là có một cái Tết đầm ấm bên gia đình, và bước vào năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và đặc biệt được gặt được kết quả cao trong công tác giảng dạy và học tập. Cầu chúc cho tất cả chúng con năm mới được nhiều ơn lành của Thiên Chúa nhá. Rồi một lần nữa chúng con cảm ơn nào. 2, 1. Chúng con. Rồi chúng con cảm ơn ạ nhá. Trời chào cũng cảm ơn chúng con. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn các ân nhân. Rồi các em rất là ngoan. Bây giờ các em có muốn ăn kẹo không? Nếu mà muốn ăn kẹo thì bây giờ các em đứng tại chỗ rồi là các cha sẽ trao kẹo cho các em nhé. Ồ, rồi, được rồi. Đây, đứng rồi. Xin nhá. Rồi, tí nữa là có kẹo nhé. Không biết là trên xe. Cho cho người đưa kẹo lên khác nhé. Bây giờ con cứ đứng tại chỗ nhá, không nói chuyện nhá. Thì các cha các sơ sẽ phát kẹo cho các em, các thầy các cô cũng sẽ phát kẹo cho các em nhá. Rồi đây cho Dương tập hát cho các em nhá. Trong lúc mà chờ kẹo nào. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiền cười, cùng nắm tay ta kết đoàn thân ấy, trao cho nhau những gì thiết. Trao cho nhau những gì thiết tha. Bốn phương trời cha về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười, cùng nắm tay ta đoàn thân ấy, trao cho nhau những người thiết tha. Trao cho nhau những điều nên yêu. Hai con thần làm con nào. 2, 1. Hai con thần làm con. 2, 1. Hai con thần làm con. Không biết hát bài này. Bài gì? Bà ơi bà nhá. Bà ơi bà nhá. Rồi cô phát kẹo cho các em đi. Trong khi hát, mời cô giáo phát kẹo cho các em nhé.
Bà ơi bà hai một. Bà lâm tóc bà trắng, màu trắng như mây. Trái yêu bà nắm bàn tay, em giáo ngang Rồi vừa hát vừa vỗ tay nào. Bà ơi bà hai một. Mời các thầy phát kẹo cho các em đấy. Các thầy phát kẹo đi. Cho nhanh. Rồi bài gì nữa? Bà thường còn hai một. Nhà ta cùng thương yêu nhau, ta là nhớ gần nhau là người. Còn vỗ tay, con mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau, ta là nhớ gần nhau là cười. Không biết là còn cái bài nào nữa không nha. Cha lại cha thuộc mấy. Bài gì nữa nhỉ? Một bài gì nhỉ? Hôm qua em chơi trường chưa? Ừ, chưa. Bài làng em hôm qua chơi trường. Chúng con có thuộc con bài con cò không? Con cò bé bé không? Chắc không thuộc đâu. Ở đây miền núi không có cò đâu. Đấy. Ừ, thôi không hát nữa. Bây giờ ăn kẹo nhá. Ăn kẹo á rồi bóc vỏ kẹo bỏ vào túi nhá. Rồi về vứt vào sọt rác chứ không đừng có vứt vỏ kẹo ra sân trường. Đấy. Đây là cô Vân đang đi trao kẹo cho các em á. Đây các em người dân tộc Khmer Mông rất là ngoan. Các em ngoan lắm. Không có nói chuyện. À chúng con ăn kẹo chúng con bỏ vỏ vào túi nhé. Đừng có vứt ra sân trường nhé. Ai chưa có thì giơ tay nhé. Ai chưa có thì giơ tay. Bóc kẹo ăn đi, bóc kẹo ăn đi. Đây cho thêm đi, cho các em đi. Đó là cô giáo quá còn thừa rồi, cô giáo. Cháu đẩy không? Có hết chưa? Có em nào chưa có không? Em nào chưa có thì giơ tay. Em nào chưa có thì giơ tay. Rồi bỏ vào túi nhá, đừng có vứt xuống sân. À, rồi nhặt vào túi. Xin cô là cảm ơn cô nhá, cảm ơn các cô. Rồi xin cô rồi cảm ơn cô nhá. Con nha, đây mà là bạn xin này. Rồi. Đây lấy áo. Lấy áo mặc cho cháu. Cô giáo đây là cô giáo dưới xuôi lên hay là cô giáo ở trên này? Em ở trên này thôi ạ. Ở trên này à. Đây của con đấy nhá. Các cô giáo ở trên này xinh xắn lắm. Dạ. Cô nào cũng dễ thương cả. Con tên gì? Con nói to lên tên gì? Bali. Bali á? Chứ còn con là tên gì? Thi. Thi cái gì Thi? Giang A Thi à? Lù A Thi. Lù A Thi. Đúng. À mấy tuổi rồi? Không biết. Không biết. Không biết tuổi của mình nhá. Em tên gì? Em Thi. Mấy tuổi? Em tên gì con?
8 tuổi nha. Ừ, 8 tuổi. Đó. Rồi. Con tên gì? Con tên là Dở. Ừ, con mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Con 10 tuổi rồi, con học lớp mấy? Con có thích áo này không? Thích lắm nha. Ừ. Đó, đây là bản Tây Tiến, đây là bản Tây Tiến. À, Tây Tiến đó. Ừ. Con có thích áo này không con? À, áo ấm không? Có rồi nhé, cho thêm. Áo ấm nha. Một chiếc thôi. À, một chiếc thôi. Đây có hết rồi đó. À. Ừ. Áo này con có thích không? Ừ, ấm ấm nha. Cố gắng giữ cho sạch nhé. Ừ. Rồi các em ăn kẹo thì đừng có vứt bỏ trong sân nhá. Phải vứt vào sọt rác nhá. Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp nhá. Cha Thảo ơi, bây giờ trao quà ở đâu? Quà mai đến trao bác. À. Thế các thầy cô. Đây là đó, hái rồi. Được rồi. Đấy còn dừng phát cho các bạn. Đây phát áo ấm cho các em, ở đây là phát phát áo cho người lớn này nha. Đây này còn áo lên cho người lớn đây này, lấy các chị lấy về mặc này. Đây em xin quần áo cho các bạn lớp 1 thôi sáng. Ừ, đây là áo của người lớn nhá. Em xin cái này này, xin cho bạn lớp 1 đi. À trẻ con ở ngoài kia nhiều mà. Lấy gì mà kia một ví dụ giơ một cái áo cũ lên 2-3 bàn tay nắm vào không biết là cho ai được. Em lớp 1. Em hai lớp. Lớp 1. Rồi cô giáo thường học trò nhá. Ừ. Phải, phải cho các em đi học nhá, đừng có cho em nào bị ở nhà không được đến trường, em nào cũng phải đến trường đi học nhá. Nhét vào đi em. Rồi một lần nữa xin hết lòng cảm ơn hội Bay Area Family for LV từ bên San Jose, California, bên Hoa Kỳ đã tài trợ cho các em có những cái chiếc áo ấm này để các em vượt qua được cái mùa đông khắc nghiệt ở tại Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa. Và xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quý ân nhân. Em anh Thế nhá. Em Thế. Chào em. Hôm nay em đồng gái rồi đấy. Đồng gái tóc tai rồi. Ừ, hôm nay nhìn bà xinh gái rồi đấy nha. Chưa vừa rồi mới đi viện đấy chứ ạ. Mới đi viện à? Vâng. Ồ vậy à. Chứ giờ này không nấu cua bắt ốc nữa à? Chịu rồi giờ này, không làm ăn nữa rồi. Yếu quá rồi. Hôm trước cứ bảo là bắt ốc cho thường mà chả đợi ốc của bà sứ chả thấy đâu. Mệt ốm mệt thì gần một tí nữa nên chú gọi về mà đi chứ. Vậy à, chứ bà mới đi viện ở đâu? Thanh Hóa. Con đi Thanh Hóa. Ồ. Đi ai đang đi? Anh chú ấy đưa đi. Nên lâu không? Con nên lâu mấy tháng. Mấy tháng liền? Lại lại ai chăm bà? Ông chăm. Ông mà. Ông còn nữa. Ông còn à? Ông đi đâu? Nay ông đi đâu rồi? Ông đi ba nhà. Ông còn à? Con mới chết cậu mới rồi. Ừ. 2 giờ hôm qua. Ồ vậy à? Mấy cái quần thoi vậy? Cái quần thoi. Ừ. Ừ. Nữa, thôi rồi. Em Hoàng bữa nay ngày ốm à, có ốm không? Nên mụn túi to rồi. Nên mụn đó, mụn má đó. Này, bà, hôm nay sơ nhiệm các sơ hưởng có cái gì cho bà? Bây giờ, bà sứ ơi, hôm nay chúng cha với các sơ đến thăm nha. Có gạo đi ạ. Gạo với nhà có mì này, vâng. Có miến với lại có nước mắm ba làng ngon nha. Chào, khỏe mạnh nha. Cái gì cơ mà?
mãi mãi mà về cũng con, con cứ cầu nguyện cho cha thôi. Vâng. À sáng nào làm tuổi cho sờ á. Cảm ơn anh Hoàng nhá. Thầy con chúc quà Caritas Thanh Hóa Biếu. Vâng, con cảm ơn. Có tiền để đi chữa bệnh nhá. Vâng. Hai mẹ con đi chữa bệnh. Vâng. Rồi là có gạo, có mì, có nước mắm, có miến nữa để mà hai mẹ con ăn nhau nhá. Vâng, vâng ạ. Rồi hiện vật đó, gạo, mì, nước mắm, miến đó là của bác Nguyễn Văn Kim nhá, ở vâng, thành phố ở tiểu bang Washington ở bên Hoa Kỳ đó. Vâng. Gửi cho hai mẹ con nhá. Vâng, vâng. Còn tiền đó là tiền đó của ân nhân của Caritas Thanh Hóa giúp vâng, cho hai mẹ con mua thuốc nhá. Vâng ạ. Ừ. Rồi chúc cho bà khỏe, anh Hoàng khỏe để đi lấy vợ. Anh Hoàng có đi lấy vợ không? Đi làm nhà thờ thôi. Tức là phải đi, cũng phải lấy vợ chứ. Giờ vợ nấu cơm cho thì mình mới có đấy để mà đi làm nhà thờ chứ. Rồi thôi, thèm muốn mà lấy vợ đúng không? Đi ở độc thân giống như cha thì muốn đi đâu đi. Ngày xưa sách Hồ với chúng con về các cha các sơ, toàn là các cha sơ đi tu hết rồi nên hôm nay cũng không, cũng chỉ ở nhà để đấy. Thôi tu tại gia, tu tại gia nhá. Đi làm nhà thờ thôi. Anh Hoàng ở nhà tu tại gia. Vâng. Này chúc cho bà khỏe để đi mở ốc để biếu cho Thường nhá. Cứ vào cứ bỏ biếu cho Thường mà. Em nhớ nhưng mà giờ quên rồi, đi bỏ ốc nữa. Đã cứ bỏ cho Thường ốc mà chả thấy đâu. Đúng. Thường chờ ốc của bà giữ bao. Chờ bao nhiêu năm nay rồi mà chả thấy ốc đâu. Bây giờ đi uống thuốc để cho đỡ để lúc nào gửi âm cho Thường nhá. Vâng vâng. Thôi thầy cảm ơn Nguyễn Văn Kim. Thầy cảm ơn các anh nhân. Rồi được rồi. Yếu à? Thấy yếu đi đấy nhá. Thầy cảm ơn các anh nhân. À Quỳnh này, hôm nay là Quỳnh không những là có cha đến thăm Quỳnh mà được có cả bà Kim nữa. Cô Kim đến thăm Quỳnh nha. Giới thiệu với chị đây là Sơ nhé, Sơ Phan Kỳ Lê. Sơ là một trong Caritas Việt Nam. Thì Sơ ra ở đây để đi thăm người nghèo với cha. Nhưng mà hôm nay Sơ đến thăm cháu ở đây nhé. Vậy thì cháu bao nhiêu tuổi? Cháu năm nay nó 15 tuổi ạ. Nó 15 nhưng mà sinh ra là bị bệnh ạ? Cháu sinh ra là bị tim bẩm sinh nhưng cháu vẫn đi nói được. À. Sau mẹ cháu nhận nhau đi mổ thì cháu chạm vào dây thần kinh thì cháu bị thế này. Ồ, năm nay 15 năm. Ồ, vậy ạ. Lúc đó mổ là mổ cái gì? Mổ tim cháu mổ tê. Còn tim mà nó chạm vào cái gì đó? Dây thần kinh hết. Nó chạm vào cái dây thần kinh. Nó sợi. Cái dây thần kinh. Nó rất là nên mà chỉ cần đúc mồm nứt ra hay là nó chạm được cái gì thôi. Cháu là chết hết, còn mình cháu. Vậy à, cả một cái ca mổ nó chết hết. Bốn đứa bé, ba đứa ở Thanh Hóa mình với một đứa ngoài Hà Nội. Ba đứa kia là chết, còn mình cháu là thành công được cái gì. Vậy à. Trời ơi, tội nghiệp Quỳnh. Nhưng mà bây giờ thở được không? Thở nó cũng mệt nhé. Ngày mà mẹ cháu cô, các bác sĩ cho cô là ngày, nếu là mẹ cháu nhớ là ngày à. Các ông già đến tặng quà cho cháu. Ông ngoại Quỳnh ơi, các ông đến tặng quà cho con này, các cái mũ Noel ấy, Quỳnh nhận. Ông bác ngoại cho chạm với chị. Cháu hai tay hai chân cứ rất là mài. Xin lỗi, mẹ cháu tức là con thì là mẹ của cháu đấy. Rất là gọi là mẹ cháu. Chứ không cho hỏi vậy thì không có gì. Nhiều người cứ tưởng là mình là bác hay cái gì đó. Con cũng tưởng như vậy. Và chỉ là gặp mẹ này hay mẹ con. Tức là mẹ cháu, tức là mẹ cháu Quỳnh ở đây. Rồi bây giờ thì một mình con mà nuôi cháu như vậy thì có vất vả không? Lúc thả cá một mình thương á, cái lúc mà đi chợ thì là mẹ đi làm một tiếng hai tiếng nhà họ ở nhỏ gần nhà chợ thì cháu đỡ thương hơn, mẹ đi chợ, nhưng mà cái sợ người ta không mời mình làm lâu dài, không biết cũng không. Tức là bây giờ thì mình bên đây là single mom.
Cho nên là một mình nuôi con như vậy, mà con như vậy không dám bỏ lâu. Thì cứ vài tiếng là phải chạy về để cháu. Nhiều lắm là 2 tiếng đó. Vâng. Rồi cho nên là mình làm cái gì thì cũng phải căn ke cái thời gian như vậy. Rất là vất vả đấy chứ nhỉ. Nếu mà sơ sơ xin lỗi sơ, nếu sơ không đi tu sơ lập gia đình mà sơ có con một con sơ cũng bận thì sơ làm cái gì. Con không có rơi vào cái hoàn cảnh mình không có thể nào mà mình nghĩ rằng là mình sẽ làm gì nếu mình rơi trong hoàn cảnh, nhưng mà thật sự khi mà chứng kiến như thế này con rất là khâm phục, coi như là một cái người mẹ mà con như hy sinh chỉ để mà chăm sóc con của mình thôi. Thì sư nghĩ là nguyên cái tấm lòng của chị, cái sự chăm sóc của chị, cháu nó sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và chính cái đứa con, mặc dù là cháu nó không có biết gì, nó chỉ cười thôi, nhưng mà nó thêm cái nghị lực cho mình, nó thêm cái sự can đảm, thêm cái sức mạnh cho mình để mình có thể tiếp tục làm mọi cách để mà chăm con để cái tình thương, không? Cuối cùng cũng chỉ vì cái tình thương thôi. Nhiều lúc bận thì mấy bận, nhưng mà tranh thủ ai bận là tiếng hơn tiếng. Về không có nhiều lúc mà được, nếu mà cô vợ đi 2 tiếng thì về sai đầu nó cũng chút gần lắm rồi. Ồ, rơi chung đất. Vâng, nhà cũng có thể một bữa ngãm nữa, thằng máy phải đi ra với thầy ạ. Nhà không phải chịu được. Lắm khi con lại trốn nằm đất thế lại chui gầm giường, à gầm bàn như thế này. Tắt màn nhanh lắm, về tắt màn nhanh lại chui gầm bàn rồi. Lắm cửa về, lúc về mở cửa kê thì nhanh đi cắm thì nhìn thấy là cái đầu nó sẽ ngang rồi, kinh lắm. Quyền còn nhanh thì quá lớn, quyền còn nhanh thì quá là mẹ không có nhận thêm gì. Như là chắc chị chia sẻ ra vì khi mà nó gồng lên thì nó cứng nhỉ. Vâng ạ, như lâu nay con tập thể dục liên tục vẫn mới được thế này đó. Vâng ạ, cứ buổi sáng đi làm cho họ là từ 6 rưỡi mà đến 8 rưỡi là mình đang cũng làm nhanh về. Sức khỏe tốt nữa để chăm sóc con.
cảm ơn sơ, chúc chị sẽ nuôi cháu nhé. Cảm ơn quý vị thương Cát Anh, xin nhờ Chúa chúc lành và chữa lành cho cháu Cát Anh cũng như là cháu Quỳnh ở đây. Xin cảm ơn. Quỳnh ơi. Quỳnh ơi, cho cháu vào con nha, cho tiền Quỳnh nè, để mẹ con mua đồ ăn cho con nha, mẹ mua sữa cho con nha, nha, cười tươi quá, Quỳnh đẹp gái ha, giống mẹ, đẹp gái quá trời, trời mẹ thương quá mà, như da nhãn bông, giống như da em bé. Vâng. Xin kìa, có biết cái gì đâu mà xin này. Xin à? Ô, mang kẹo theo. Xin cái gì? Ba, được, nhà nào? Nhà ăn thịt không? Ai con nhà ai? Ai con nhà ai? Thôi, cái đưa được vào trong. Vâng, chào bà nhé. Cháu vẫn nhận được sơ nhà đấy. 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 Nhìn thấy túi nhát thì các bà xin tiền nhé. Các bà nhớ nhá. Nhà nước. Nhà nước xong rồi. Nhà nước chạy. Bà cứ phải nê ông á. Vừa cái cỏ tí mà ông. Vừa đây được không? Dạ. Không. Ông có một tiền kia rồi. Giường ở đây thâu không? Ừ. Còn giường đến đây cả. Đúng rồi. Còn giường đến đây cả. Hết các trái con đồ. Đúng là chỉ có bà với nê được ông á nha. Vâng. Vừa nghĩ thang nhà quý tưởng là nó lấy khung vậy để kiếm mấy cái khung mà đan đâu. Đan hả? Ừ, mà không có. Lấy kiểu nó đi. Ngày nha, cho quà ra thì nó hả? Tiền. Lấy đâu ra? Thích tiền không? Tiền cắt tóc. Tiền cắt tóc. Bắt đầu chưa? Khoe đầu đấy. Bắt đầu chưa? Khoe ra. Ông ơi. Ông bắt đầu cắt đầu ông Khoe này. Ông cứ nằm xong giả vờ này, cứ cho nằm và đưa đi tôi rồi cắm sau nhưng bịt mặt đâu không để cái hốc này bị lòng ra. Đây là cái gì? Đây là gì? À, đưa cho bà đấy. Đưa, đưa cho bà, đưa bà. Đưa vào mồm, đưa vào mồm là mua. Mua cái gì? Đây. Đấy là cái gì đấy? Chỉ là đưa cho. Cái này chỉ vào mồm là mua cái gì? À, mua đồ ăn, mua đồ ăn. Đúng rồi, đưa. À, đưa tiền cho bà để bà đưa ông đi cắt tóc. Đi cắt tóc. Ừ. Đúng không nha? Đó. Ừ. Ồ, vậy. Ai đây có biết ai đây không? Bây giờ tôi nhận ra ai không? Vân Vân biết là có nhận ra không? Vân biết nói được. Cha chứ, cha. Biết cha không? Cha. Cha thường, cha thường nhé. Ừ, cha nha. Thôi để qua lên trên giường, đừng có để xuống đất nhé, để qua lên trên giường. Rồi. Rồi, hôm nay là sơ nhiệm quà, đây là quà của bác Kim, bác Nguyễn Văn Kim ở tiểu bang Washington. Hôm nay nha, hôm nay có mang quà đến nè, nha, có mì tôm nè, có gạo nha, có miến ở trong đây nữa này, có nước mắm ba làng nữa nha, để nấu ăn nha, nấu ăn sáng. Đây phải cầm rồi ạ. À, xin tiền. Rồi. Thế là bữa nay có đi cắt tóc được không? Khăn rồi nó lau ấy cho chị lấy. Dãy thì chắc cả đời sẽ lau xong rồi á. Bởi vì ông không nỡ được. Bà lau rồi không ăn ngoái được, không từ ngày bị bắn giờ. Xin gì ạ? Tiền đi cắt tóc. À, đây biểu chẳng hạn. Xin chẳng hạn. Kệ mình cái mồm lại. Không đồng ý. Đấy, không là để ấy. Thôi được rồi, không sao. Đừng có bịt. Kệ cứ để ông tùy nhân đi. Xin chào hạ của sơ. Rồi. Rồi bà ơi, hôm nay là có gạo, có mì, có miến, có đấy của ông Nguyễn Văn Kim nhé. Vâng. Ở bên Mỹ, ở Washington, từ bang Washington giúp đỡ cho
cho hàng bà nhá. Với lại cũng có một ít tiền nữa, cái tiền đó của các ân nhân của Cài Tát Sanh Hóa nhá. Vâng, vậy thì tôi vâng. Cũng cảm ơn cha, để cảm ơn những người đỡ đây không? Ừ. Vâng. Chứ gì chăm ông nữa thì có vất vả không? Dạ, thì mấy giờ nó quen rồi cha. Ừ. Ông ấy thì hôm qua họ cứ hỏi thăm bảo cũng như trẻ con vậy, ông nằm có khi ông ngồi ngay dưới thì một tay gối vào tà đầu của ông, một tay ở mâm mít tay con ô nó lên trên đầu giường vậy. Còn bây giờ thì nếu không ví dụ mà ông không may ông nằm ra bên ngoài không ấy vậy được thì một tay ấy đỡ đầu với cái gối một cái chân thì lại phải đạp với cái cháu vào đấy làm dãy vào lên thượng luôn đấy, nó lại chiếu ông bị hả, chiếu bị hả hết á, chiếu thì bị rồi đó, nghịch lắm nha. Hôm nay là ông mẹ ít nhà còn mọi ngày anh lê dãi cả nhà luôn. Ô vậy à? Vâng, đây này chiếu những cái kia còn năm người đấy, năm người đấy, năm người đấy. Đi khi đi là đúng là như con nít vậy đó. Đấy. Nhưng mà ông bị lâu chưa? Vậy là cũng 18 năm nay. 18 năm. Vâng, 8 năm. Đây. Vẫn không được, còn 5 năm rưỡi là không rong được đấy này. Không đi lại, không đi được. Bây giờ không rong được. Thế vâng. Thì bà trong 18 năm qua bà vẫn cứ kiên trì bà bác đâu á? Vâng. Bác thanh giá. Bảo thôi thì cũng chẳng biết có phải thanh giá không hay đạt. Cái việc của chứ mình rồi. Làm cứ làm vậy thì vâng. Ừ. 18 năm rồi, vất vả bao nhiêu công sức có một mình. Thế thanh giá có nặng không? Dạ. Có nặng không? Dạ có nhẹ thì cũng vẫn là một người còn nhẹ chứ như chú ấy thì vác có nặng lắm. Ờ, thành giá của chú còn nặng. Thành giá của chú ấy như vậy là chú vác đi thuốc. Đi thuốc cũng được. Còn mình đi đói nữa. À. Còn đây thì, thấy giá đây thì chỉ lúc nào mà... cứ vác một lúc rồi, vâng. Mà khi mà mệt vâng. Rồi thì bỏ xuống. Vâng. Rồi nghỉ ngơi, vâng. Rồi lại vác tiếp nha. Chúng ban cho bác cái ơn đặc biệt chứ thực ra bác 18 năm thì không phải khỏe béo ý. Bác 18 năm đây thì cũng không phải là nhẹ đâu ạ, nhưng mà vẫn tin tưởng và chú vẫn còn nói là nhẹ hơn là thành giá của chú thì đó, 18 năm đấy chạy thầy chạy thuốc đấy mà chỉ được có vậy thôi nha. Ừ, tới được rồi, đến thăm hai ông bà nhá. Thì có quà của ông Nguyễn Văn Kim ở tiểu bang Quang Trung Tân. Có quà có tiền của các ân nhân của Cà Chát Sanh Hóa nhá. 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 Rồi chúc cho bà khỏe để bà vác thanh giá đi chăm ông nhá. Ừ. Cảm ơn các sâu để ông cô xin hứa đến chúc các cha để các sơ giúp đi để được... đi được nhiều chỗ nữa. Thế mà giúp được nhiều người. Nhiều người nữa không có. Ừ, đây tiền đó là cho ông cắt tóc nhé. Vâng. Mua gì cho ông ăn nhé. Mua cái ăn đi cắt tóc hết sao được, con chỉ mua cái kéo mấy nghìn vậy. Ừ. Bây giờ con đi cắt cũng không ai cắt được. Phải nửa nửa với cắt được. Nửa với cắt được. Ông ấy nằm. Nằm thì cái cắt này xong trả đầu cho ông nằm quay ra cửa sổ, ông bảo cửa sổ đó cứ cắt cái xong tóc này lúng vất ra ngoài này. Vậy giả vợ cứ lấy cái tay bịt vậy ông không biết thằng cứ cắt. Ông bác phải thợ cơ, đưa đi thợ cơ. À, vậy. Mà đưa đi thì thợ có thợ nào họ thợ cắt nào cắt cho được. Vâng. À, hôm nay là ngày khánh thành và bàn giao căn nhà tình thương xây dựng cho gia đình của ông bà Báu, ông Nguyễn Văn Báu ở tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là cái gia đình mà chúng tôi Caritas Thanh Hóa cũng đã nhiều lần về đây để thăm hai ông bà. Ông thì bị tai nạn cho nên là bị người khuyết tật, bà thì lại bị khiếm thị, bị mù và cháu thì là bị bại não. Thì gia đình sống ở trong một cái căn nhà trước đây rất là sập xệ, chật chội, rột nát, cho nên là Caritas Thanh Hóa cũng phối hợp với lại giáo sư Văn Lung, quỹ tình thương mến Chúa yêu người của giáo sư Văn Lung để kêu gọi các ân nhân để giúp đỡ xây dựng nên cái căn nhà tình thương này. Và hôm nay căn nhà đã xây dựng xong, cho nên là chúng tôi về đây để bàn giao căn nhà này cho gia đình của ông bà Báu. Và đây là cái mặt tiền của căn nhà, nhà rất là khang trang, đẹp đẽ. Và hôm nay về đây thì rất là nhiều người về để chung vui với gia đình của bà Báu. Đây là phòng khách. Hôm nay là bà con cũng biết được. Hôm nay là
Đây là cái phòng khách của căn nhà. Đây là phòng khách. Và đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thứ nhất. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai. Và đây là phòng ngủ thứ ba. Một phòng khách và ba phòng ngủ, bởi vì hai ông bà còn sống với một người con trai. Người con trai thì có gia đình, có ba đứa con, mà trong số ba đứa con thì bị một cháu bị bại não, cho nên là cũng cần phải có những phòng ngủ để rồi cho con cho cháu nữa. Đây là phòng ngủ thứ ba. Và bên phía Caritas Thanh Hóa thì có anh Michael Thành Nguyễn ở tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho Caritas Thanh Hóa để công tác với Trà Khải, quỹ tình quỹ bác ái mến Chúa yêu người để xây dựng nên cái căn nhà tình thương này. Xin cảm ơn anh Michael Thành Nguyễn rất nhiều. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho gia đình của anh. Và đây là cha Khải, xin mời cha có đôi lời cùng với anh Michael Thành Nguyễn bên Dallas. Xin chào anh Michael Thành Nguyễn nhé. Tôi là cha Khải, đang trách sứ Vân Lung. Được anh thông qua cha Thường, chủ tịch ủy ban Caritas của giáo phận Thanh Hóa, hỗ trợ với tôi để với cùng kết quỹ bác ái mến Chúa yêu người của giáo xứ. Để tôi xây dựng lên ngôi nhà tình thương cho gia đình nhà ông Báu và Dân. Tôi cũng xin đại diện cho quý bác ái cũng như cho gia đình bà Dân để cầu chúc cho gia đình anh em Michael được bình an mạnh khỏe và trần đầy ân lành của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho gia đình anh để gia đình anh còn giúp cho nhiều đại gia đình khác nữa, để họ có ngôi nhà để họ trú trong những ngày mưa nắng. Một lần nữa xin chào anh nhé. Và xin cảm ơn cha Khải, cảm ơn cha rất nhiều đã giúp cho bên Caritas Thanh Hóa cũng như là anh Michael Thành Nguyễn để xây dựng căn nhà tình thương này cho gia đình của ông bà Báo. Và đây là bà Báo, hôm nay bà có nhà mới rồi, bà có vui không? Dạ, con cảm ơn các cha làm nhà cho con vui lắm ạ. Rồi vui lắm, từ nay trở đi là có nhà mới để ở nha. Dạ. Rồi không có còn phải rột nát, không còn phải chật chội giống như cái nhà cũ trước đây nữa nha. Dạ, con vâng. Xin cảm ơn các cha nhiều. Vâng, xin chúc mừng gia đình của bà nha. Dạ, con vâng. Xin cảm ơn cha. Vâng, và đây là ông Báo, đây đang ngồi trên chiếc xe lăn đây này. Ông thấy cái nhà mới với nhà cũ của mình nó có khác nhau không? Khác nhau nha. Vâng, thì đây là cái căn nhà tình thương mà các cha đứng ra để xây dựng cho gia đình của ông. Trong đó có sự chung tay góp sức của rất nhiều người. Và trong số những người vị ân nhân đặc biệt này có anh Michael Thành Nguyễn từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ giúp đỡ cho gia đình của ông nha. Và xin chúc mừng gia đình của ông, cầu chúc cho gia đình tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc trong căn nhà mới này nha. Vâng. Xin cảm ơn anh Michael Thành Nguyễn rất là nhiều. Đây là cái căn nhà thứ hai mà anh tài trợ cho các gia đình nghèo tại Thanh Hóa. Đây, căn nhà thứ nhất đó là gia đình của cháu Quân ở trên Ngọc Lạc Thanh Hóa,
cháu bị bệnh và gia đình thì rất là hoàn cảnh, cho nên là cũng nhận được sự tài trợ của anh để xây dựng cho họ một căn nhà khang trang đẹp đẽ. Và hôm nay căn nhà này cho gia đình của ông bà Nguyễn Văn Báo, và cũng cảm ơn anh rất nhiều đã hỗ trợ cho chương trình xe cứu thương của giáo phận Thanh Hóa. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho gia đình của anh Michael Thành Nguyễn. Cầu chúc cho anh, cho gia đình được khỏe mạnh, được bình an, và nhất là công ăn việc làm được tấn tới, để rồi anh lại tiếp tục đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và cũng xin cảm ơn Sơ Hải rất là nhiều, bởi vì qua trung gian Sơ Hải cho nên là Caritas Thanh Hóa cũng đã kết nối được với anh Michael Thành Nguyễn. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho Sơ Hải. Xin hết lòng cảm ơn. Thưa quý vị, đây là anh Kế này. Anh Kế thôi thôi thôi, con cứ gọi đất ra từ 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 nha. Rồi đây là anh Kế mà cái Tết vừa rồi nha, ngày mùng mấy Tết thì anh bị tai nạn? Ngày mùng hai Tết là bị tai nạn. Từ tai nạn đó thì nó bị làm sao? Về con ra ông anh vợ anh rể con anh ăn Tết. Chúng làm cơm ăn Tết cho anh xong về đến ngã tư dưới bên dưới nhà thờ đấy. Nhà người ta húc vào. Rồi người ta húc vào. Vâng. Rồi lúc đó là đang lai một đứa con. Vâng. Rồi thằng con thì nó bị sao? Nó gây mất chân. Hai cái chân nó nát bét ra đúng không? Không, một cái. À, một cái. Vâng. Một chân bị nát cho nên về là phải đi bệnh viện để mổ bột. Vâng. Để mổ để bó đấy. Như anh cũng bị tai nạn đấy, xong rồi cũng ốm yếu đi đúng không? Đây. Hình anh cũng bị đau bên hình đó. Hình như nằm liệt mấy tháng trời đúng không nhà? Không biết là liệt bao nhiêu nữa. À. Nhưng mà đến bây giờ con vẫn đang còn bị đau. Đây. Vẫn đau liệt, tai này đã nhấc được đâu mà. À vậy hả? Vâng. Đây là nhà của bố mẹ nha. Vâng. Nhà của ông bà đây. Rồi đây cháu, đây là thứ mấy? Con thứ mấy con? Thứ năm. Con thứ năm. Ừ. Rồi. Ừ, con thứ năm bây giờ con học lớp mấy rồi? Lớp 3 rồi. Con tên gì? Công. Công đó, lúc nãy chào hỏi rồi nhưng mà đấy. Công rồi. Giờ anh con bị tai nạn rồi, bây giờ anh con đi lại bình thường được chưa? Đi lại bình thường được rồi, cũng tạ ơn Chúa, may đã không có chết. Rồi bây giờ mẹ con mất rồi nhỉ? Mẹ mất lâu chưa? Mất lâu rồi. Con nhớ mẹ không con? Con có. Giỏi quá, con chơi ở trong bố, lớn lên mạnh khỏe ở trong bố nhá. Đó. Ba học lớp ba đấy. Đó. Vợ thì mất từ mấy năm nay, rồi chồng thì Tết thì đưa con đi trên đường thì là bị xe tông cho. Rồi tưởng là chết rồi chứ không, lúc vô thăm đây không có nhà. Rồi may mà bây giờ thì cũng ngồi dậy được rồi. Rồi còn đứa con thì cũng tạ ơn Chúa là cái chân nó nát bét ra, nhưng mà bây giờ thì nó lại cũng đi lại bình thường được rồi. Gia đình rất là khó khăn. Nên là hôm nay là cha này, các sơ này, trên tòa giám mục Thanh Hóa nhá. Rồi xuống thăm gia đình thì có cái gì sơ nhiệm? Dạ, có gạo ăn nhá, mì, mì tôm ạ. Đây là trong này thì có miến với nước mắm. Gạo này, mì tôm, miến nước mắm đây là của ông Nguyễn Văn Kim nhá. Ông Nguyễn Văn Kim ở tiểu bang Washington ở bên Mỹ thì gửi cho gia đình nhá. Ngoài ra thì chắc cũng có 2 triệu đồng. 2 triệu đồng đây là tiền của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa nhá, giúp đỡ để cho con lo cho cháu đi học nhá. Đó là 2 triệu đồng. Con cảm ơn cha và nhà hai sơ. Thì các ân nhân để giúp gia đình con trong lúc khó khăn này nhá. Để tiền đó là tiền học cho con nhá. Đó mình anh với năm cháu đúng không ạ? Rất là vất vả. Nhưng mà chắc mấy đứa lớn rồi chứ. Nhưng mà giờ còn 4
Ồ, còn 4. Vâng, một đứa lấy chồng ở trong miền Nam rồi. Ồ, vâng. Còn 4 đứa còn nữa. Còn 4 đứa nữa. Ừ. Bây giờ cái gánh nặng của anh rất lớn này, cũng bố thì ốm đau này, con thì không ai chăm nên nhìn hai bố con rất là bố thì ốm tức là mệt mỏi, con thì cũng tức là anh kế đây là người trở về từ cõi chết đó, được coi như là người trở về từ cõi chết đó, cái tai nạn vừa hôm Tết đó là coi như là chết rồi đó, nhưng mà tạ ơn Chúa là anh hồi phục được, cũng không ngờ được là hồi phục một cách nhanh chóng như vậy đó. Rồi vâng mà về là quân nó lại chán bố tại vì con chết đi rồi sống lại chết đi rồi sống lại khó tính là vâng. Đó tức cái bệnh tật nó làm cho mình đau đớn đúng không ạ? Tức đau đớn với khó nói khó nói, tức là không có nói bình thường giống như trước nữa. Rồi là nhất là mình bị vô não rồi vô đấy, cho nên là bây giờ cái nó tổn thương não đó, cho nên tâm lý nó lại không còn bình thường nữa, nó khó tính khó nết ra ở đây đất này ngày xưa cho nên man cha bây giờ là man mất rồi. Con nói ở đất này ngày xưa bây giờ man mất rồi bình thường nhưng mà bây giờ thì rất là khó khăn bởi vì mình trở về từ cõi chết. Cho nên là bây giờ tâm lý rồi sức khỏe rồi mọi cái nó không còn bình thường nữa, mà bây giờ vợ thì lại qua đời mất rồi, cho nên các con này chỉ còn các con thôi, mà con còn nhỏ còn nheo nhóc như vậy đó thì chả biết là làm sao tương lai gia đình như thế nào. Thôi thì các cha các sơ phải cầu nguyện cho gia đình con nhé, để cho con mau được bình phục nhé. Bình phục không phải là chỉ mà thể xác mà thôi, nhưng mà bình phục cả tâm tinh thần nữa, tức là đầu óc nữa, cũng phải làm sao cho minh mẫn, rồi là nói năng cho nó nhanh lên để cho con nó khỏi khó chịu nhá. Hồi phục cả tâm hồn cả thể xác. Vâng. Rồi. Con chịu có học nhá. Con cho giỏi ngoan rồi chăm bố nhá. Rồi xin nhờ quý vị thương giúp đỡ cho gia đình này khó khăn lắm. Rồi một lần nữa hết lòng cảm ơn bác Nguyễn Văn Kim ở tại thành phố Washington. Cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã thường giúp đỡ cho gia đình này. Xin Chúa chúc lành trả công bội hiệu cho tất cả quý vị. Xin cảm ơn. Ông nha, nhớ nhá. Thằng giỏi nhá. Một vạt ông kẹo này, kẹo nhiều kẹo nhá. Đó, rồi nhá. Thời công về nhá, học cho giỏi vô nhá. Cảm ơn cha. Cảm ơn các sơ. Giờ về học giỏi nhá. Rồi đi về. Rồi đi về nhá. Dạ, bây giờ bố bị tai nạn xong tỉnh dậy thì lan man rồi. Mẹ thì qua đời rồi. Mấy bố còn nhèo nhóc như vậy không biết là phải làm sao. Tôi phó thác cho Chúa rồi. Xin Chúa gìn giữ họ. Tức là bà quạt cho ông ra hiệu đó. Ông là bà quạt cho ông. Chào ông nhá. Đây là cha Thường nhá. Cha Thường hôm trước đến gặp ông rồi đó nhá. Ôi nãy giờ không biết cha Thường, bây giờ nói cha Thường cái là khóc đó. Đó. Cha Thường hôm trước thăm ông á. Rồi hôm nay cha Thường đến đây với lời sơ nhiệm. Với lại sơ Hương nhá. Đến để thăm ông nhá. Đó. Nãy giờ ông không biết cha Thường không nhớ. Ông nhớ là cha nhưng mà ông nhớ là cha. Đã khóc rồi. Nhớ cha thì khóc đó. Dạ. Vâng. Rồi chắc là từ nay giờ đi cứ tháng đến lần cho ông cho ông nhớ nha. Đúng rồi cha hôm nay là cha đi từ sáng đến giờ này, cha đi suốt mấy từ ngoài Ninh Bình vô đây nhá. Cha lâu nay thì cha cũng muốn đến thăm ông nhưng mà bận quá là cha cũng không đến được. Rồi mấy hôm nay ở trên đường đi cha ghé thăm ông nhá. Rồi cho nên là lâu nay thì cũng không qua lại, cho nên là ông lại không nhớ được.
Hôm nay thì qua lại thì nhắc tên rồi cũng lại mới nhớ nha. Về gặp cha Thường thì có vui không? Tốt. À. Vui mà phát khóc lên đó nha. À. Đó thì ông bị lâu chưa bà nhỉ? Con bị năm nay là 9 năm rồi. 9 năm rồi. Ồ. 9 năm. Nửa người liệt nửa. À đó. Đó. Bị một nửa. Không xe là được. Thực vâng. Tức là liệt ngứa người, bị liệt ngứa người 9 năm nay rồi à? Ừ, 9 năm ừ. Rồi còn chị Thanh thì làm sao? Cháu bị từ bẩm sinh. Ừ. À. Bị đau. Bị đau, à. Vâng. Ừ. Sinh năm nay chị Thanh bao nhiêu tuổi rồi? Em bao nhiêu tuổi rồi? Sơ này hôm nay là mẹ Sơ mới tới. Ừ. Sơ hỏi đây, hỏi Thanh là bao nhiêu tuổi rồi? Ừ. Không nhớ à? Thì hôm nay các cha nhá, các sơ đến thăm thăm gia đình thì cũng có quà, đấy là một một yến gạo, một thùng mì, rồi có miến, có nước mắm, đó là của ông Nguyễn Văn Kim. Ông Nguyễn Văn Kim thì năm nay thì ông Kim cũng đã gần 100 tuổi rồi, trên dưới 100 tuổi rồi, nhưng mà bây giờ ông đang nằm ở trên giường bệnh thì cũng chả biết ngày giờ nào Chúa gọi ông, cho nên là ông còn cháu là vét hết tất cả các túi của ông thì được một ít tiền rồi gửi về Việt Nam để đi mua gạo, mua mì, mua nước mắm, mua miến để giúp đỡ cho những người nghèo, những người bệnh, những người có hoàn cảnh khó khăn đó. Cho nên là đây là quà của ông Nguyễn Văn Kim nhá, và của ông Nguyễn Văn Kim ở tiểu bang Washington State. Vâng, ông ở nước ngoài mà có chị con gái đó là chị Lindy Nguyễn á, chị gửi tiền về của bố chị về để đi làm từ thiện giúp đỡ cho người nghèo. Rồi ông có vui không khi nhận được quà của ông Kim nhá? Ông cầu nguyện cho ông Kim để cho ông được ơn chữa lành. Ông cũng nằm ở trên giường bệnh lâu lắm rồi, cũng không có đấy được, chả biết là ngày giờ nào. Đã cầu nguyện cho ông được ơn chữa lành. Và nếu Thánh ý Chúa muốn thì cho ông được vâng theo Thánh ý Chúa nhé. Rồi còn ngoài ra thì ở đây thì các cha các sơ cũng có một ít tiền, và tiền ở đây là 2 triệu đồng. Mà 2 triệu đồng ở đây đó là của ân nhân của hội bác ái Ai Lazaro, trong đó có cô Quy, cô Hằng, thầy Sáu Tiểu, cô Phượng, chị một chị nữa muốn được ẩn danh, cùng với chị cùng với chị Hồ Thị Việt Hưng ở trong thành phố Cần Thơ nhá. Đấy là 2 triệu đồng nhá, không? Vâng, thì ngoài ra thì cũng có một cái này sơ chả biết làm cái gì. Ông ơi, đây là lọ dầu gió này, dầu gió xanh rất là quý, từ Mỹ nha, từ Mỹ gửi về đấy ạ. Ừ. Đau đây này, đau của ông bà Vũ Đinh á, của ông bà Vũ Đinh, của cô, đau chân, đau của cô ông bảy nhá, rồi bị cảm gì đó. Ông bà Vũ Đinh à, đó à, đó. Cái dầu đây là quý lắm, của cô Quy nhá, ân nhân của hội bác ái Ai Lazaro gửi cho ông nhá. Thế rồi trái gió trời trời, ông bôi một cái là khỏi luôn. Quý lắm á. Vâng nhá. Vâng, thì hôm nay thì các cha các sơ đến có quà cho ông, vậy thì ông có vui không? Vui lắm nhỉ. Muốn nói nhiều lắm mà không nói được nhỉ. Không thể nói được nhỉ. Ông chỉ nói được một từ thôi. Và xin mời bà có đôi lời. Tôi cũng là cái biết này, còn cảm ơn cha, cảm ơn bác sơ. Vâng. Cảm ơn cháu đã đường để chơi thì để cha mới biết đường đến nhà con. Vâng. Thì con cũng gửi lời hỏi cảm ơn các ông các bà có lòng giúp đỡ gia đình nhà con. Vâng. Vâng. Đau chân nhá, đau đầu. Cha, bác sơ mình cũng các bà, chú bà mình đã khỏe. Chứ rồi trong 9 năm qua đó thì phải chăm sóc ông như vậy thì bà có thấy vất vả không? Thứ đầu tiên thì con thấy vất vả lắm, mày
sau thì con quen đi. Cũng quen đi nha. Vâng. Đầu tiên những năm đầu thì con khổ, con muốn khóc lắm. Con cứ phản nản với mẹ với Chúa, sao con khổ quá. Cái xong rồi giờ con nghĩ là để Chúa định cho mình, đánh giá được cho mình thì xin Chúa nó nặng không bác được thì Chúa bác đỡ cho con. Vâng. Chúc cho con để con phục vụ gia đình con nó. Vâng, thôi thì con xin Chúa để trước hết là cho ông được ơn chữa lành, cho con gái được ơn chữa lành, rồi nhất là cho bà được có thêm sức mạnh để bà chăm sóc ông, chăm sóc con nhé, chăm sóc chồng con. Vâng, một lần nữa hết lòng cảm ơn ông Nguyễn Văn Kim, chị Liên Đình Nguyễn đã gửi quà về cho những người nghèo tại Việt Nam. Cảm ơn cô Quy, cô Hằng, cô Phượng, thầy Sáu Tửu, các ân nhân của Hội Bác Ái Ai Là Zoro. Cảm ơn chị Hồ Thị Việt Anh ở tại Cần Thơ giúp đỡ cho gia đình trong lúc khó khăn này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hộ cho tất cả quý vị. Cảm ơn. Quay học cổ truyền cổ truyền. Hôm nay chúng tôi chở bệnh nhân từ bệnh viện K71 của tỉnh Thanh Hóa đi ra bệnh viện 108 ở Hà Nội để đi cấp cứu. Đây là xe cấp cứu của Caritas Tòa Giám mục Thanh Hóa, chuyên chở bệnh nhân nghèo miễn phí. Nếu ai có nhu cầu thì xin gọi cho chúng tôi thì chúng tôi phục vụ. Một trường hợp bệnh nhân nghèo mà không có tiền thuê xe cứu thương thì chúng tôi sẵn sàng để phục vụ. Xin hãy gọi số điện thoại là 0975 369 436, 0975 369 436. Đau à? Đi lên xe. Chuyến đi được bình an, nhất là cho người bệnh được ơn chữa lành. Cảm ơn tất cả các ân nhân.
những người đã đồng hành cùng với Caritas Thanh Hóa trong dịch vụ xe cứu thương này. Xin Chúa chúc lành cho công hội hậu cho quý vị và xin hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi. Những bệnh nhân nào có nhu cầu, bệnh nhân nghèo nào có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng để phục vụ quý vị. Cảm ơn.